đảnh lễ Đức Như Lai bửng chánh biến tri minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa và nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hổ vì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thà, dạ chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ sau đây chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà, dạ. Nam mô Phật tử. Thưa vì khi mà chúng ta học bảy thì chúng ta học về bảy thức trú. Ở trong bảy thức trú đó thì có hai chúng sanh không được đề cập đến, đó là chúng sanh ở cõi trời vô thượng, tức là cảnh giới không có tâm thức, và chúng sanh ở cõi phi tưởng phi tưởng. Thưa vì bài học hiện nay thì chúng ta lại có cái chữ gọi là hữu tình cư. Hữu tình đôi khi mình nghĩ là chúng sanh có tâm thức, giống như câu thơ đó là hữu tình, là chúng hữu tình tình phải có. Nhưng mà hữu tình ở đây bao gồm cả chúng sanh có tâm thức và không có tâm thức. Và khi mà chúng ta nói chữ cư là cõi đó hay là nơi ở đó, thì nó cũng có một vấn đề nữa là chữ vô sắc. Chúng sanh là cõi vô sắc thì có hiện hữu nhưng mà không có một cái chiếm hữu không gian, bởi vì khi nào có sắc thì mới có không gian. Đó rất là một điều thú vị, là trong cái cụm từ hữu tình cư chúng ta lại đặc biệt nói đến những cái chúng sanh không có tâm thức và những cái cõi mà không có cái chiếm hữu về không gian. Thí dụ như là ngày xưa Trần Thủ Độ đã từng nói rằng hoàng thượng ở đâu thì triều đình ở đó. Dạ, chúng sanh hiện hữu nơi nào thì nơi đó gọi là cõi. Nhưng mà cõi đó không nhất thiết là có một cái không gian. Bài học ngày hôm nay sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng, và chúng tôi chưa biết là Thượng Tọa Pháp Tân có phòng rung lúc nào. Như vậy thì cứ đọc cho phần chánh kinh trước. Sau phần chánh kinh thì chúng ta sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Vậy xin quý đọc cho phần chánh kinh. Nam Bụt Thà, dạ. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Từ hôm nay thì Thượng Tọa Pháp đăng điền khuyết cho Thượng Tọa Pháp Tăng. Dạ, bây giờ thì con xin đọc chánh kinh.
Hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là giáo trình trường bộ kinh Diya Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài số 34, kinh Thập Tượng Dasutara Sutta 9.3, chính pháp cần biến tri. Có chính pháp có nhiều tác dụng, có chính pháp cần phải tu tập, có chính pháp cần phải biến tri, có chính pháp cần phải đoạn trừ, có chính pháp chịu phần tai hại, có chính pháp đưa đến thù thắng, có chính pháp rất khó thể nhập, có chính pháp cần được sanh khởi, có chính pháp cần được thắng tri, có chính pháp cần được tác chứng. Thứ nào là chính pháp cần được biến tri? Chính pháp chính hữu tình trú. Này các hiện giả, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng sai biệt như loài người, một số chư thiên, một số ở tại các đọa xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ nhất. Này các hiện giả, có những loại hữu tình thân sai biệt tưởng đồng nhất như phạm chúng thiên khi mới tái sanh, đó là hữu tình trú thứ hai. Này các hiện giả, có loại hữu tình thân đồng nhất tưởng sai biệt như chư Quan Âm Thiên, đó là loài hữu tình trú xứ thứ ba. Này các hiện giả, có loài hữu tình thân đồng nhất tưởng đồng nhất như chư tịnh cư, đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Này các hiện giả, có những loại hữu tình không có tưởng không có thọ như chư vô thiên, đó là hữu tình trú xứ năm. Này các hiện giả, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý biệt tưởng, chứng được hư không vô biên xứ, như hư không vô biên, đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Này các hiện giả, có những loài hữu tình vượt khỏi hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, thức vô biên xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. Này các hiện giả, có những loài hữu tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì, đó là hữu tình trú xứ thứ tám. Này các hiện giả, có những loài hữu tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng phi tưởng phi tưởng xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. Như vậy là chính pháp cần được biến tri. Chú thích sau đây từ kho tàng pháp học, pháp sư Giác Giới biên soạn: chính pháp cần biến tri, đây là hữu tình cư, chính tình trạng trú của chúng sanh. Có chúng sanh dị tưởng, có chúng sanh dị tưởng đồng, có chúng sanh đồng tưởng dị. Có chúng sanh thân đồng tưởng đồng. Năm, có chúng sanh không có tưởng, không có thọ, cũng gọi là chúng sanh vô tưởng. Sáu, có chúng sanh đạt đến không vô biên xứ. Bảy, có chúng sanh đạt đến đến thức vô biên xứ. Tám, có chúng sanh đạt đến vô sở hữu xứ.
chính có chúng sanh đạt đến phi tưởng, phi tưởng xứ. Chính hữu tình cư này có bảy chi giống như bảy thức trú. Xem chỉ thêm hai chi nữa là chúng sanh vô tưởng. Điều năm, và chúng sanh phi tưởng, phi tưởng xứ. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Không biết bây giờ trong của mình, dạ quý vị đợi chút nha, để tôi chạy xuống coi trong room của mình giờ có thượng tọa pháp chưa. Dạ bây giờ thì không có phượng, không có, dạ chưa có và thượng tọa pháp đăng. Dạ bây giờ thì chắc con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng giảng một phần trong khi chờ đợi thượng tọa pháp đăng, con không biết là có được không. Dạ con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng. Xin được hỏi là thưa tòa tuyệt quyền, thưa tòa có mặt ở trước máy và thưa tòa có để nói về điều liên quan tới bài học ngày hôm nay trong lúc chờ đợi thưa tòa pháp đăng vào hay không. Nếu thưa tòa tuyệt quyền đang có mặt ở trước máy, thưa tòa có thể nói được, xin thưa tòa quan hệ cho biết. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đề cập đến chúng sanh, tức là những loài có sự sống ở trong cuộc đời này, chúng ta không thấy đơn giản là nói rằng một loài có tâm thức hay loài không có tâm thức, loài ở chỗ này hay loài ở chỗ kia, mà chúng ta phải nói rằng mỗi một chúng sanh đó là một tiến trình sanh tử do duyên và do nghiệp tiếp nối tạo thành một sự hiện hữu. Do duyên do nghiệp ở đây đó là do những hành vi tạo tác giúp cuộc sống. Ví dụ như có duyên chúng sanh sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, nhân loại, thì là do cũng những hành nghiệp đã tạo thì sanh vào những cõi đó. Có những chúng sanh do nghiệp lực sanh vào ở trong cõi trời dục giới, như là chư thiên ở tứ thiên vương, đạo lợi, đấu xuất, vân vân. Có những chúng sanh sanh về các cõi thiền, như thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, không thể nhất thời. Như trường hợp chúng sanh là cõi vô tưởng, mà chúng ta đặt vấn đề là có tâm hay không có tâm. Ở trong một giai đoạn, một kiếp sống, thì chúng sanh đó không có tâm thức, nhưng mà chúng sanh nó có một tiến trình sanh tử. Và tiến trình sanh tử đó chúng ta gọi là chúng sanh. Ở đây dùng cái chữ hữu tình, cái sách táp mà thường chúng dịch là hữu tình, nghĩa là có đôi khi gì là loài thức tánh, nhưng mà chúng sanh ở cõi
vô tưởng thì không có thực tánh. Nên chúng ta phải hiểu đó là một cái tiến trình của sự sống. Ồ, chúng tôi đã thấy Thượng Tọa Pháp Đăng vào rồi. Xin kính thỉnh Thượng Tọa, được biết là hôm nay Thượng Tọa Pháp Đăng sẽ giúp điền khuyết cho Thượng Tọa Pháp Tân vì giảng sư trong ngày hôm nay. Và nếu Thượng Tọa Pháp Tân Pháp Đăng nghe được, xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng hoan hỷ công đi. Dạ, alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Bữa hôm nay thì tại chùa Thái Hòa vì do sấm sét nên cái đường truyền của Thượng Tọa Pháp Tân đã bị hư rồi. Bữa hôm nay thì con đi xuống chùa xử lý dạy, mới vừa về cũng mới vừa tắm. Và bữa hôm nay thì biết được là Thượng Tọa Pháp Tân nói rằng hôm nay giảng về chính hữu tình cư. Thì con xin để vào cái buổi giảng. Thì như lời Thượng Tọa Nhân Đẳng nói rằng chúng sanh có cái thân gì tưởng gì, hoặc là chúng sanh có thân gì mà tưởng đồng. Thì chúng ta hiểu rằng cái thân là cái sắc, mà tưởng gì đó, nói đây là gì là một cái gì sai khác. Tưởng là chúng ta hiểu rằng tưởng quẩn thì lúc nào có tưởng quẩn thì có hành quẩn, có thức quẩn, có thọ quẩn, chúng ta gọi là danh quẩn. Chúng sanh có nhiều cái khối thân khác nhưng mà cái tâm nó đồng nhau. Hoặc là có chúng sanh cái thân đồng nhau, cái tâm đồng nhau. Chúng ta hiểu rằng như vậy đó. Như vậy thì có chúng sanh thân dị tưởng dị, thân dị tưởng dị. Có nghĩa là cái thân khác biệt, cái tưởng khác biệt. Thì chúng ta biết rằng trong 31 cõi đó có những chúng sanh đó mà cái thân khác biệt. Thí dụ chúng ta thấy cái cõi nhị thiền á, cái cõi nhị thiền đó thì có hai thứ tâm tục sinh, đó là tâm tâm nhị thiền và tâm tam thiền, cho sanh với ba cõi nhị thiền. Tất nhiên là cái tâm tục sinh nó có hai thứ mà sanh vào cái cõi nhị thiền. Như vậy thì Đức Phật cứ ngày biết được cái với tâm của mình, biết được tâm chúng sanh và biết được chúng sanh dưới cái sự sanh tử, cái sự có mặt ở trong các cái cảnh giới như vậy. Hay là chúng ta thấy rằng ở cõi nhân loại đó, thì có nhiều loại chúng sanh. Ví dụ có súc sanh, thì súc sanh là phải là ngã quỷ. Ngã quỷ thì không phải là súc sanh, hay là Atula đó thì không phải là ngã quỷ, mà ngã quỷ không phải là Atula. Và chúng ta cũng biết rằng đối với Đức Phật thì ngài biết rằng cái chúng sanh ở cái cõi nhân loại này đó thì có nhiều thứ tâm tục sinh. Ví dụ chúng ta thấy rằng người lạc vô nhân là cái người sanh ra làm người ngớ ngẩn ngẩn, họ tục sinh bằng cái tâm thẩm thấn, tái sanh làm người lạc vô nhân. Do đời trước họ làm phước thiếu trí thiếu tư nên họ sanh làm người ngớ ngớ ngẩn ngẩn, khoa học gọi là thiếu mũi hót. Còn cái người lạc nhân á, cũng sanh làm người nhưng mà người đã tục sinh bằng những cái tâm quả ly trí. Cái tâm quả ly trí thì cái tâm thiện nó có hai nhân thôi, vô tham vô sân, không sở hữu tịnh hảo. Vì chúng ta biết sâu tịnh hảo biến hành nó có 19 thứ là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. Thì vô tham và vô sân á, nó là hai cái nhân trong sáu nhân, ba nhân thiện và ba nhân bất thiện đó, thì trí tuệ là sở hữu một cái nhân vô si. Nhưng mà vì người này tục sinh đó, với những cái tâm ngã ly trí như vậy nên chúng ta gọi là người lạc nhị nhân. Người lạc tam nhân á, là người đó có khả năng đắc chứng thiền định đạo quả, được Đức Phật ngài nói như các bậc thánh, các cái bậc thánh cư đó, hay là các cái vì mà có thể được thân chứng kiến trí tùy tính hành tùy pháp hành hoặc là tính giải, thì những vị đó có thể đắc đạo quả tu đồ quần tư đà hàm a na hàm a na hán, hoặc là đắc được thiền định thần thông bán trí đó, thì Đức Phật là người tam nhân. Như vậy có chúng sanh mà chúng ta ở cõi nhân loại chúng ta đó, cái thân thì đồng nhưng mà tưởng là dị. Cái thân ví dụ con người chúng ta, cái người lạc vô nhân, người lạc nhị nhân, người lạc tam nhân á, thì cũng là người, cũng tóc cũng thân hình như vậy. Nhưng mà cái người lạc vô nhân á, thì nhìn vào ngớ ngớ ngẩn ngẩn, người lạc nhị nhân và người lạc tam nhân á, thì chúng ta cũng khó phân biệt.
là chỉ có Đức Phật á, thì Ngài mới biết được, Ngài phân biệt với cái tâm trục sinh của chúng ta như thế nào. Như vậy á, thì ở cái cõi, các cái cõi giới đó, thì chúng ta thấy có những chúng sanh đó, thân dị nghĩa là thân sai khác, tưởng dị, cái nghĩa là đối với chúng sanh đó, thì như là ở cõi bốn cái cõi khổ như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đó, thì thân dị nhưng mà tưởng đồng, thân ngã quỷ khác, thân súc sanh khác, thân địa ngục khác, thân Atula khác. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng á, đối với Đức Phật á, thì Ngài biết rằng những chúng sanh đó có cái tâm tục sinh á, thì giống nhau, nhưng mà cái thân á, thì súc sanh á, thì đi ngang, ngã quỷ á, thì chúng ta thấy cái thân hình dị kỳ. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, đối với Đức Phật á, Ngài biết được chúng sanh này thân dị hay là tưởng dị, thân dị hay tưởng dị á, thì chúng ta thường thường biết rằng có những cái chúng sanh á, mà tái sanh á, vào những cái cảnh giới, mà cái cảnh giới đó, ví dụ chúng ta thấy rằng ở cõi nhân loại chúng ta đó, và các cõi trời dục giới đó, các cõi trời dục giới, ví dụ chúng ta thấy cõi tứ đại thiên vương, cõi đao lợi, cõi dạ ma, cõi đấu xuất, cõi hóa lại, cõi hóa tha hóa tự tại, thì có những chúng sanh đó là tam nhân, có chúng sanh là nhị nhân. Như vậy á, thì sanh vào cõi đó thì chúng ta biết là cái cõi đó, nếu mà cái cảnh giới đó đó mà có chúng sanh đó mà có cái tâm khác nhau đó, thì chúng ta gọi là tưởng đồng thân dị. Ví dụ chư thiên cõi đau lợi, nhưng mà cái tâm thực sinh á, thì khác. Như vậy thì chúng ta biết đó là cái đồng mà tưởng dị. Thân đồng là muốn nói đến cái thân chư thiên, tứ đại thiên vương, thân chư thiên, đau lợi, dạ ma, đấu sức, quá lạc, thao hát tự tại. Chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đối với chính hữu tình cư, Đức Phật Ngài biết được cái khuynh hướng của chúng sanh đó và cái tâm tục sinh của chúng sanh đó đi tái sanh vào các cái cảnh giới như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với chúng sanh mà thân dị, tưởng dị đó là cái thân khác, cái tưởng khác, nhất là cõi nhị thiền, hai cái tâm tục sinh nhưng mà cái thân giống nhau, nhưng mà ở đây là thân dị luôn. Tưởng luôn cái thân dị, tưởng dị đó, nơi đây á, thì chúng ta hiểu rằng á, những chúng sanh á, ở cõi nhân loại, vì chúng sanh ở cõi nhân loại đó có những cái loại súc sanh, có cái thân sai khác, nhưng mà cái tưởng cũng sai khác, cái thân sai khác, cái tưởng sai khác, bởi vì cái thân của ngã quỷ khác, cái thân của súc sanh khác, và cái tâm linh á, thì chúng tôi đã nói rồi, cái tâm thẩm tấn á, thì nó cho tái sanh vào địa ngục, ngã quỷ, sanh Atula. Do đời trước người đó làm nhiều cái bất thiện pháp, tham sân si, nên nó cho ra cái tâm tục sinh là tâm thẩm tấn thôi, tứ tưởng thôi, một tứ tưởng thì tục sinh thôi, đó là tâm thẩm tấn. Nhưng mà khi có mặt á, ở trong các cảnh giới như là ngã quỷ, là ở cõi nhân loại chúng ta vẫn thấy như là ngã quỷ bên vách tường, Đức Phật Ngài thấy, Ngài biết rằng những chúng sanh đó là tục sinh với cái bất thiện pháp. Rồi chúng sanh nhân loại là con người chúng ta tục sinh bằng cái tâm thiện ly trí, hoặc tâm thiện hợp trí, hoặc tâm tâm thẩm tấn, làm sanh làm người thẩm tấn thiện, sanh làm người lạc vô nhân. Như vậy thì chúng ta hiểu có những cái chúng sanh có những sanh tưởng đồng thân dị, tưởng đồng ở đây thì chúng ta hiểu rằng đó là một cái tâm tục sinh mà thân khác nhau, mà chúng tôi nói đó là bốn cõi khổ. Bốn cõi khổ thì có cái tâm tục sinh là tâm thẩm tấn, nhưng mà thân thì khác biệt, thân ngã quỷ, súc sanh, Atula khác biệt với nhau như vậy. Rồi có những chúng sanh thân đồng tưởng dị, thân thì sát giống nhau, nhưng mà tưởng khác nhau, đó là cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền. Chúng sanh nó có cái chúng ta thấy như là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên là cõi sơ thiền, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên là cõi nhị thiền. Nhưng mà chúng sanh này đó thì có hai cái tâm tục sinh là tâm nhị thiền và tâm tam thiền, sanh về ba cõi nhị thiền. Như vậy đó, thì chúng sanh đó khi mà sanh vào cái cảnh giới thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên đó, thì nó giống nhau về cái thân thể, nên là chúng ta gọi là thân đồng nhưng mà tưởng dị. Đó là hai cái tâm mà tâm nhị quả thiền sắc giới và tâm tam quả thiền sắc giới mà cho sanh với ba cõi nhị thiền sắc giới. Như vậy rồi chúng ta thấy rằng có những chúng sanh đó, thân đồng
thân đồng nhưng mà tưởng gì. Có những chúng sanh thân đồng tưởng gì, có những chúng sanh thân đồng tưởng gì, có những chúng sanh thân đồng đồng. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái cõi tứ thiền đó, cõi tứ thiền thì tâm quả ngũ tâm quả cõi tam thiền đó, thì tâm quả tứ thiền sanh về ba cõi tam thiền, tính theo cái cảnh giới đó thì tâm quả tứ thiền sanh về ba cõi quan tam thiền, như là Quan Âm Thiên, Vô Lượng Quan Âm Thiên và Biên. Quan Thiên á, là cái cõi tam thiền, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái tâm tục sinh á, là cái tâm tứ thiền sanh về ba cõi tam thiền. Nhưng mà tất cả những cái tâm những vị nào mà khi chết mà đắc được tứ thiền đó, mà không có đắc được đạo quả, không đắc gì khác đó, thì sanh theo cái cảnh giới đó là ba cõi tam thiền, là cõi Quan Âm Thiên, Vô Lượng Quan Thiên và Biến Quan Thiên. Như vậy á, thì Đức Phật á, Ngài cũng biết được chúng sanh này đó là thân đồng nhưng mà tưởng đồng. Thì có những chúng sanh đó mà chúng ta thấy rằng chúng sanh đó không có tưởng mà không có thọ cũng gọi là chúng sanh, đó là gọi là vô tưởng. Gọi vô tưởng là chúng ta thấy rằng một cái người mà khi mà họ tu tập được đắc được ngũ thiền sắc giới, nhưng mà nhập thiền thì cái tâm nó yên tịnh do cái tâm mà bắt được cái cảnh ngũ thiền xả và định thôi, xả niệm thanh tịnh thôi. Nhưng mà khi mà họ xả thiền đó, thì những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức á, và những cái sự mà những cái sự biết biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí bằng tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thiệt thức, thân thức á, nó vẫn sanh khởi, nó vẫn có mặt. Vì lúc bấy giờ các giác quan của chúng ta không phải là người mù, người điếc, người câm hay là người không có mùi, mà chúng có những cái giác quan đó, nên chúng ta thường gọi là ngũ quyền, quên 22 quyền đó, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, quyền nữ quyền, khổ quyền, lạc quyền, ưu quyền, hỷ quyền, thì nó có sức mạnh chi phối. Tuy rằng vị đó đắc được ngũ thiền, cái tâm xả niệm thanh tịnh như vậy, nhưng mà khi xả thiền ra thì những cái tâm mà biến sắc thinh khí vị nó vẫn chi phối cái tâm của vị đó, vị đó vẫn thấy cái tâm của mình nó sanh lên và nó biết các cái cảnh đó, nên vị đó mới nhàm chán cái danh quẩn, là nhàm chán cái tâm của mình. Với cái tâm quả ngũ quyền, vị đó mới phát nguyện sanh làm người vô tưởng, có nghĩa là người không có tâm. Những cái mãnh lực ngũ thiền đó mới sanh làm người không có tâm, lúc bấy giờ là người vô tưởng, tục sinh bằng sắc đó, tục sinh bằng sắc thôi, sanh lên cái cõi đó suốt 500 kiếp tới đất, quý vị, 500 kiếp tới đất như vậy. Bởi chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, Ngài biết cái tuổi thọ của các cảnh giới, Ngài biết được cái tuổi thọ của các cảnh giới. Ví dụ chúng ta thấy rằng đối với cái cõi mà cõi nhân loại chúng ta đó, thì một 50 năm một ngày một đêm bằng cõi Tứ Đại Thiên Vương một ngày một đêm, 30 ngày là một tháng, 12 tháng một năm. Cõi đó Đức Phật Ngài biết được cái tuổi thọ là như vậy. Rồi cõi Đao Lợi là 100 năm với chúng ta bằng cõi đó một ngày một đêm, 30 ngày là một tháng, 12 tháng một năm. Rồi cõi cao hơn là cái cõi cõi Đao Lợi, cõi Dạ Ma, rồi cõi Đấu Xuất, rồi cõi Quá Lạc, rồi cõi Thao Hóa Tự Tại, đến 16.000 năm với chúng ta. Đức Phật Ngài cũng biết được vấn đề đó. Rồi như cõi sơ thiền á, chúng ta thấy rằng phạm chúng thiên đó bằng 1/3 kiếp trái đất, phạm phụ thiên bằng nửa kiếp trái đất, đại phạm thiên bằng một kiếp trái đất. Đức Phật Ngài cũng biết được, và Ngài biết rằng những chúng sanh nó sanh về cảnh giới đó đó có cái tuổi thọ như vậy, có cái tưởng như vậy, có cái thân như vậy, có cái sự đồng nhất, có sự sai khác. Đức Phật Ngài phân biệt rõ ràng như vậy. Khi mà Ngài phân biệt rõ ràng như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái người vô tưởng á, là cái người mà không có cái sắc, không có cái quẩn, có nghĩa là tâm mà thọ tưởng hành thức không có, mà chỉ có cái sắc giống như là một búp bê hay là giống như một tượng đá, mà suốt 500 kiếp đến đất vị đó giống như một cái tượng ngồi ở trong một cái công viên. Chúng ta hiểu cái cảnh giới nó giống như một công viên, rồi có những cái tượng đá, mà những tượng đá đó có thể 500 kiếp thì cái tượng đá nó mới tiêu hoại. Cái nghĩa là cái lúc nào cái tâm á, mà đi tục sinh kiếp khác á, thì cái thân vô tưởng của vị đó cũng mà biến mất. Chúng ta hiểu như vậy đó, thì bởi vì khi mà cái một cái vô gián duyên đó, là một cái tâm tục sinh cho đến 500 kiếp trái đất chỉ là một vô gián duyên thôi. Sau đó thì họ phải tục sinh, họ tục sinh theo cái nghiệp duyên, nghiệp duyên đó, họ tục sinh theo những cái nhân, những cái quả mà họ phải còn tái sanh, vì cái nghiệp thức quả thức của họ đó không phải là mất đi,
Nhưng mà tạm thời lúc bấy giờ do cái mãnh lực ngũ thiền đó, họ sanh làm cái người vô tưởng thôi, suốt 500 kiếp trái đất thôi, chứ không phải là họ không có tâm, không phải vậy. Như vậy thì chúng sanh đó đó, Đức Phật ngài cũng biết được những chúng sanh nó không có gọi chung là không có thọ tưởng hành thức, mà chúng sanh chỉ có sắc quẩn thôi, mà chúng ta gọi là cõi vô tưởng. Vô tưởng vì tưởng là danh quẩn, mà thọ quẩn hay tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là bốn danh quẩn đồng sanh đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biến một cảnh. Bây giờ nếu mà không có thọ quẩn hay không có tưởng quẩn thì đồng nghĩa không có thức quẩn hay là không có hành quẩn. Rồi chúng ta thấy có những chúng sanh mà đạt được không vô biên xứ. Không vô biên xứ đó là một cái tầng thiền, đó là một cái cảnh giới mà chúng sanh phải tái sanh. Bởi vì tâm biết cảnh á, thì thường thường chúng ta học về tâm biết cảnh á, những cái tâm nào biết về cảnh là cảnh thiền sắc, thiền vô. Thì Đức Phật á, ngày có nói với tôn giả trong Trung Bộ Kinh á, thì ngài nói rằng tâm nó có những cái loại tâm sai khác, tâm nó có những cái tâm khuynh hướng về bất thiện, có tâm khuynh hướng về thiện, những cái tâm khuynh hướng về sắc giới, những cái tâm khuynh hướng về vô sắc giới. Nhưng mà những cái tâm khuynh hướng về siêu thế là chứng ngộ đạo quả niết bàn, thì Đức Phật ngài cũng biết những cái tâm như vậy. Như vậy thì có những chúng sanh á, sanh về cõi không vô biên xứ đó là do vị đó đắc thiền không vô biên xứ, mình gọi là tâm đáo đại đó, tâm nó biết cảnh đáo đại. Thì trong cảnh đáo đại đó có những cái cảnh sắc giới và những cảnh sắc giới. Cảnh sắc giới là những cái tâm sơ thiền sắc giới, nhị thiền sắc giới, tam thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới, ngũ thiền sắc giới. Và những cái tâm mà vượt khỏi thiền sắc giới á, thì chúng ta gọi là tâm tâm thiền vô sắc giới. Và tâm thiền vô sắc giới đầu tiên đó là cái tâm không vô biên xứ, là người đó lấy cái đề mục hư không. Như lần trước mình học rồi đó, thì lấy đề mục hư không họ tu, họ thấy được hư không vô cùng tận, họ không có chứng hơn cái thiền khác nữa, thì mình gọi là người đó chứng và trú được thiền không vô biên xứ. Khi một người chứng và trú được thiền không vô biên xứ như vậy á, họ không có đạt được đạo quả, thì chúng ta gọi là người tam nhân đắc được thiền vô sắc. Bởi vì trong cõi vô sắc đó thì có 9 hạng người, trong cõi vô sắc có 8 hạng người, đó là 7 bậc thánh cao trừ ra thánh tu đồ quần và phàm nhân đắc được thiền vô sắc. Phàm nhân đắc được thiền vô sắc đó thì chúng ta thấy rằng ngay cái thời kỳ của Đức Phật có Út Đá, Ramabutta hoặc là Alara hoặc là đạo sĩ A Tư Đà Tiên đó, A Xí Tá đó, là những người đắc được thiền vô sắc. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta biết rằng Đức Phật này biết rằng á, người chứng được thiền vô sắc á, không vô biên xứ á, là do họ tu những cái đề mục hoàn tịnh. Từ thiền sắc giới đó là họ tu đề mục và đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng, ánh sáng và hư không. Cái ánh sáng mà họ thấy được đó, bây giờ từ trong cái khoảng hư không đó, họ thấy được cái hư không vô cùng tận, và họ chứng được cái thiền đó, không chứng cao hơn. Khi không chứng cao hơn á, thì họ sẽ lúc mà thân ngoại mệnh chung á, chúng ta gọi là họ giữ được thiền chứng. Khi mà họ giữ được thiền chứng như vậy đó, thì cái thiền chứng đó đưa họ sanh về cái cõi không vô biên xứ. Thì chúng ta cũng biết rằng á, đối với Đức Phật á, ngài biết được cái chúng sanh mà sanh về cõi không vô biên xứ đó bằng 16.000 kiếp trái đất. 16.000 kiếp trái đất có nghĩa là 16.000 kiếp trái đất như vậy đó hoại diệt, thì cái vị Phạm Thiên, cái cõi không vô biên xứ mới sanh và tử một lần. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái câu chuyện mà Phạm Thiên Bát Hát đó, nghĩ rằng á, ổng là trường tồn, ổng là trường sinh bất tử, ổng không có chết. Còn Đức Bồ Tát chúng ta thì vẫn sanh vẫn tử. Nên khi mà Ngài thuyết về cái pháp vô ngã đó, thì ổng nghĩ rằng ổng có một cái ngã tồn tại lâu dài. Khi mà quả địa cầu này hoại rồi, tới quả địa cầu khác hình thành, rồi ngài tái sanh vào trong quả địa cầu này, ngài tu tập cái hạnh gì, hạnh xuất gia, hạnh trì giới, hạnh bố thí, hạnh gì ấy, thì Phạm Thiên Bát Hát cũng thấy được như vậy, và thấy được ngài chết, ngài tái sanh vào một cái giai cấp khác này kia nọ, thì Phạm Thiên Bát Hát cũng thấy như vậy. Thì lúc bây giờ Phạm Thiên Bát Hát mới nghĩ rằng nhé, có một số chúng sanh là vô thường, một số chúng sanh là thường hằng. Thì ông nghĩ rằng ông là thường hằng. Nhưng mà Đức Phật đó, ngài biết rằng nhé, Phạm Thiên Bát Hát đó, ở trong chú giải có nói rằng do cái thiện nghiệp công đức làm đạo sĩ Bát Hát đó, đã chứng được ngũ thiền, đã giúp đỡ cho chúng sanh đó, ở cái sạc 500 cổ xe và những chúng sanh mà lạc trong sa mạc đó,
thì đạo sĩ Bắc Há đó đắc được ngũ thiền và dùng thần thông á, làm nước chảy xuyên qua sa mạc để giúp đỡ cho xe thương buôn 500 cỗ xe, người và những chúng sanh đó, lạc loài trong sa mạc chờ chết khác đó, để giúp đỡ những chúng sanh đó, đó là một thiện nghiệp công đức. Rồi đạo sĩ Bát Khá giúp đỡ cho đàn trai đàn gái đám cưới, khi mà ở trên sông đó Long Dương đã giận và Long Dương muốn nhấn chìm giết hại hết những cái đoàn người tham gia đám cưới này, nhưng mà nhờ đạo sĩ Bát Khá đã hóa thành kim sĩ Điểu Dương đuổi Long Dương ra biển Đông, và Long Dương không có thời gian để hãm hại những cái đoàn người dự đám cưới trên bờ sông. Và đạo sĩ Bát Khá có lần giúp đỡ cho những người ở biên địa khi mà bị Thảo Khấu ở bên kia ranh giới tràn qua giết hại, bắt bớ, hãm hiếp, trói lại những người nam nữ, những người đó đang cầu khẩn. Thì lúc bây giờ đạo sĩ Bát Khá đã hóa thành một đạo binh của đức vua, rừng rộ kéo đến bụi bay mù trời tiếng reo dậy đất, đã làm cho bọn Thảo Khấu hoảng sợ rút lui về bên kia biên giới, đã giúp đỡ cho những người ở bên đây biên giới. Và Đức Phật này kể lại những cái thiện sự công đức đó với cái tâm đắc được ngũ thiền đó, thì vị đó đã sanh lên cõi Phạm Thiên, mà cõi Phạm Thiên đó là cõi ngũ thiền. Thì từ đó đó mới ngoại thiền sanh xuống cõi Tam Thiền, từ Tam Thiền sanh xuống cõi Nhị Thiền. Nhưng mà thì chúng ta biết rằng những cái vị mà sanh như vậy đó thì y như một người ngủ xong rồi thức dậy thôi. Họ chết đó, họ không phải chết như chúng ta là hụt thở, hơi thở hụt, hoặc là bị những cái chứng bệnh đàm mũ máu đồ, hay là bệnh ung thư rồi chết, mình biết mình chết. Còn những vị Phạm Thiên đó thì họ không có chết giống như vậy, mà họ ngủ xong đó thì từ cõi Tứ Thiền họ xuống cõi Tam Thiền. Rồi cũng đến một thời gian cái tuổi thọ của họ hết đó, thì họ giống như họ ngủ cái cõi Tam Thiền xuống cái cõi Nhị Thiền. Nên Đức Phật ngày mới nói Phạm Thiên Bát Khá đó, nếu một thời gian nữa thì ông sẽ rớt vào địa ngục. Mà tại thường thường chúng ta biết rằng cái người mà đắc được thiền đó, họ cũng sanh xuống làm người, chứ họ không bao giờ rớt xuống địa ngục. Và khi sanh làm người mà nếu không tu tập đó, với cái ác bất thiện đó, thì sẽ rớt xuống địa ngục. Và Đức Phật ngày biết được như vậy, nên ngài mới đạo sĩ Bát Khá đó, tiếp đó đó ngài làm Đức Phật của chúng ta làm đệ tử của Phạm Thiên, của vị đạo sĩ Bát Khá, và cũng đắc được thiền đó. Và Đức Phật bây giờ thì ngài chứng ngộ, và với Túc Mạng Minh đó, ngài nhớ lại cái kiếp đó đó, đạo sĩ Bát Khá là thầy của ngài, và ngài là người đệ tử tu thiền với đạo sĩ Bát Khá, và biết được đạo sĩ Bát Khá đó đã làm những cái thiện sự công đức, đã giúp đỡ cho những chúng sanh với cái tâm từ đắc được thiền, ngũ thiền đó, nên bây giờ mới thành tựu được những cái thắng duyên thắng hạnh, từ cái cõi thiền rớt xuống cõi Tam Thiền như một giấc ngủ, từ cõi Tam Thiền rớt xuống Nhị Thiền như là một giấc ngủ, từ cõi Nhị Thiền rớt xuống Sơ Thiền như một giấc ngủ. Thì quý vị biết rằng những cái cõi mà Đức Phật ngài biết được đó, cái tuổi thọ như là cõi Sơ Thiền đó, thì Đại Phạm Thiên bằng một kiếp đến đất, và Phạm Hữu Thiên bằng nửa kiếp đến đất, và Phạm Chứng Thiên bằng ba kiếp đến đất. Nhưng mà cõi Nhị Thiền đó thì bằng hai kiếp đến đất, bằng bốn kiếp, bằng tám kiếp đến đất, cứ nhân đôi như vậy. Đức Phật này biết được như vậy, nên khi mà Phạm Thiên Bát Khá thấy ngài sanh đi chỗ này chỗ kia đó, với cái năng lực của Phạm Thiên đó, thì chúng ta biết rằng Đức Phật này cũng biết điều đó. Ngài biết được điều đó và ngài giảng dạy đó, có nghĩa là đối với những chúng sanh đó, đắc được không biết là họ vượt qua cái thiền sắc, họ chứng được cái hư không mà trong đề mục hoàn tịnh đó, họ chứng được từ sơ thiền, họ chứng được một đất nước lửa gió xanh đỏ trắng già ánh sáng và hư không. Khi mà họ lấy đề mục hư không thì họ chứng được không vô biên xứ. Nếu mà không chứng hơn nữa thì họ chết đi đó, thì họ phải tái sanh về cõi không vô biên xứ. Như vậy đó, thì Đức Phật ngài biết được cái sanh thú của không vô biên xứ, và đối với chúng sanh nào mà hành thiền với cái nội tâm yên tịnh, xả niệm thanh tịnh trong cái đề mục mà không vô biên xứ là như vậy. Và nếu mà người đó vẫn tiếp tục, bởi vì chúng ta thấy một người chứng thiền đó, thì họ phải luôn làm năm cái hoa si, đó là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Ở hướng thiền là họ trong cái đời sống làm người đó, thì khi mà rảnh rang đó họ tu thiền, họ thích chỗ yên tịnh, yên tịnh độc cư. Chính vì Đức Phật đó, ngài nói rằng ngài có cái khuynh hướng là ẩn dật, cái khuynh hướng của ngài là không có hãm hại chúng sanh. Thì cái khuynh hướng ẩn dật để làm gì? Để cái nội tâm an trú trong thiền. Nên những cái vị mà họ chứng thiền, họ thường thích chỗ yên tịnh,
những người cũng đạt được thiền, họ tìm chỗ yên tĩnh. Khi yên tĩnh như vậy thì họ hướng vào sơ thiền, họ nhập vào sơ thiền suốt thời gian bao nhiêu ngày, họ trụ trong sơ thiền suốt thời gian bao nhiêu ngày. Rồi khi họ thì bao nhiêu ngày trải qua như vậy đó thì họ xuất ra. Khi họ xuất ra đó thì họ lại làm những cái việc làm như vậy vào những cái thời gian tịnh tu tiếp tục. Cho đến khi nào đó mà họ phản kháng chi thiền. Họ phản kháng chi thiền đó, họ thấy chi thiền đó là thiền sơ thiền có tầm là yếu, họ từ bỏ tầm, họ còn tứ. Thì họ từ bỏ tứ thì họ còn hỷ, từ bỏ hỷ thì còn lạc, từ bỏ lạc thì còn xả niệm thanh tịnh. Thì chúng ta thấy rằng năm chi thiền là gì? Tầm, tứ, hỷ, lạc, xả và định. Như vậy thì từng cái sơ thiền họ bước lên nhị thiền, từ nhị thiền họ bước lên tam thiền, từ tam thiền họ biết lên tứ thiền, từ tứ thiền họ biết lên thiền không vô biên xứ, từ thiền không vô biên xứ họ bước lên thức biên xứ, từ thiền thức biên xứ họ bước lên thiền vô sở hữu xứ, và từ thiền vô sở hữu Nam mô Bụt Tha Dạ. Thưa thượng tọa, kính thưa thượng tọa, pháp đăng con kính thỉnh thượng tọa cầm mic trở lại. Bây giờ trong diễn đàn thì dạ con kính thỉnh sư. Dạ. Bữa nay thì giảng không có nhắm mắt nữa mà giảng mở mắt, thành ra thấy cái kêu thử lại thì mình biết mình đã đi rất cái đường truyền rồi. Như vậy thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật thì Ngài biết rằng những chúng sanh họ còn cái mong cầu. Ví dụ chúng ta thấy rằng dục nó có hai loại dục, là tham dục và pháp dục. Tham dục là mình tham trong cảnh sắc, cảnh khinh, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Nhưng mà tương ứng với cái sự dục lạc. Dục lạc là dục lạc từ mắt á, ví dụ mình thích nhìn cái vật chất hay là nhìn thân hình của người này người kia, tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân xúc chạm ý suy nghĩ. Nhưng cái vị mà họ có cái ước muốn á, là họ có cái tham dục, nhưng mà họ có cái mạnh hơn cái tham dục đó là cái pháp dục. Pháp dục ở đây á, thì chúng ta hiểu rằng cái pháp dục là cái sự ước muốn để đạt được thiền định, đạt được thần thông thắng trí. Như vậy thì con người đó có một cái khuynh hướng tầm tư đó. Như Đức Phật Ngài nói rằng Ngài có khuynh hướng tầm tư thích sống viễn ly, thích sống an ổn, hay là thích sống ẩn dật. Thì ẩn dật để làm gì? Để Ngài có thể chứng nghiệm được các cái thiền sắc hay thiền vô sắc. Khi mà chứng nghiệm được cái thiền sắc hay sắc đó thì Ngài mới thấy được cái sự hình thành của cái vũ trụ này, và Ngài thấy được cái sự sanh tử của chúng sanh, vì Ngài nhớ lại nhiều kiếp luân hồi. Thì thường thường chúng ta biết rằng một cái người mà họ tu tập, họ nhớ lại cái kiếp quá khứ đó bằng cái năng lực thiền định của họ. Khi mà cái tâm tư nó lắng động, mà năm cái triền cái không có khuấy nhiễu tâm, như là tham dục cái không khuấy nhiễu bằng những cái tịnh tướng, sân độc cái nó không khuấy nhiễu bằng những cái đối ngại tướng, hôn trầm điểm biên cái đó nó không có làm cho giả dược buồn ngủ, rồi không có bị trảo hối cái là cái tâm mà phóng dật ra ngoài để định, không có tham dục cái do cái năng lực định mạnh. Như vậy thì năm cái tiền cái đó, do năm cái tiền chi đó làm áp chế tiền cái đó, và những vị đó với cái pháp dục đó, vì đó đạt được các cái loại thiền định do họ tục sinh bằng người tam nhân, quý vị. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng cái người mà chứng được thiền từ các cái thiền sơ, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ đó, thì trong thanh định đạo có nói rằng người này tục sinh phải là người tam nhân. Họ tục sinh có nhân vô tham vô sân, và cái nhân trí tuệ là cái nhân đặc biệt. Vì tâm sở trí tuệ đó, đó là cái tâm sở
mà khi mà cái tâm thiện dục giới hợp trí làm nhân thì cái tâm quả dục giới hợp trí làm quả để đi tái sanh. Còn nếu những người mà họ tục sinh làm người nhân thì cái tâm thiện dục giới ly trí vô ly trí hữu nhân mình gọi là hữu nhân thì nó hai cái nhân thôi, chứ không phải là cái tâm hữu nhân là cái tâm tam nhân, mà cái tâm có trí như vậy thì chúng ta hiểu cái tâm có trí là cái tâm tam nhân. Còn khi mà tâm hữu nhân á, thì nghĩa là tâm này có hai nhân thôi, có thể là cái tâm này là cái tâm hợp trí thì gọi là tâm ba nhân, nó đủ ba nhân, nhân vô tham vô sân và trí tuệ. Như vậy thì Đức Phật với tâm của mình biết được tâm tục sinh của người đó, và Ngài biết được cái khuynh của chúng sanh này, những chúng sanh này tu hành như vậy, mong mỏi cái sự mong mỏi ước muốn cái sự ước muốn như vậy, và sẽ được tái sanh vào các cái cảnh giới tái sanh có sự sai khác như vậy. Như vậy á, thì những cái hữu tình cư mà được Đức Phật Ngài nói đến ở trong cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta biết rằng tưởng tưởng dị thân dị, hoặc là tưởng dị thân đồng, hoặc là tưởng đồng thân dị, hoặc là nhất quẩn nhất quẩn hữu như là cõi vô tưởng, hoặc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi xứ. Như vậy thì chúng ta tính những cái người mà họ chứng được được ngũ thiền đó, thì cõi vô tưởng cũng là ngũ thiền, bốn cõi vô sắc cũng là ngũ thiền, mà còn xả niệm thanh tịnh. Nhưng mà cái thiền chứng thì nó có cái sự khác biệt. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái còn lại những cái cõi mà tưởng đồng thân dị đó, hay là tưởng dị thân đồng, hay là tưởng đồng thân đồng, tưởng dị thân dị đó, thì chỉ cho những cái cảnh giới còn lại. Cảnh giới còn lại là gì? Ví dụ chúng ta thấy rằng một cái tâm quả thôi mà sanh nó bảy cõi. Cái tâm quả ngũ thiền sanh bảy cõi quý vị. Bảy cõi có nghĩa là tâm sanh vô cõi quảng quả được nè, sanh vô cái làm người vô tưởng được nè, rồi sanh làm năm tịnh cư thiên như là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc vô cánh. Như cái tâm quả ngũ thiền sanh vào bảy cõi. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái cõi sự sai khác, 500 kiếp trái đất, rồi 1000 kiếp trái đất, rồi 2000 kiếp trái đất, rồi 3000 kiếp trái đất, 4000 kiếp trái đất, cho đến 8000 kiếp trái đất. Như vậy thì Đức Phật Ngài biết được những người đắc được ngũ thiền sắc giới đó, họ có cái tâm và họ có cái sự tục sinh vào cái cảnh giới khác nhau như vậy, khác nhau như vậy. Thì cái tưởng đó là một thứ tâm quả ngũ thiền, tâm thiện ngũ thiền sắc giới đó, nó cho ra tâm quả ngũ thiền sắc giới để đi tái sanh vào bảy cõi. Bảy cõi là một cõi vô tưởng, cõi quảng quả năm tịnh cư thiên. Như vậy thì chúng ta biết được những chúng sanh này, khi mình nói đến tưởng đồng thân đồng, ví dụ như giờ một cái người đắc ngũ thiền sanh về cõi vô phiền, hoặc là cõi vô nhiệt, hoặc là cõi thiện hiện, hoặc là cõi thiện kiến, hoặc là cõi sắc vô cánh, thì rõ ràng là cái tâm quả này là tâm quả ngũ thiền, nhưng mà cộng với cái tam quả mới sanh năm tịnh cư thiên được. Nhưng mà ngược lại, cái người này là tâm quả ngũ thiền nhưng mà lại sanh vô cái cõi quảng quả, lẫn lộn chứ không có, có thể là vị thánh A Na Hàm, mà có nghĩa là có lẫn lộn luôn. Có nghĩa là người đắc được ngũ thiền thì họ sanh vào cái cõi đó. Như vậy thì người đắc được ngũ thiền mà đắc được tam quả mới sanh về các cái sự khác nhau, từ cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc vô cánh, do tính tấn niệm định tuệ, mà là do dục cần tâm thẩm là bốn thần túc đó, mạnh yếu, mà họ sanh vào các cái chỗ khác biệt với nhau. Như vậy các chỗ khác biệt đó được Đức Phật Ngài nói lên, là tưởng tưởng dị, hay là tưởng tưởng đồng mà thân dị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng sanh đó cũng là cái tâm mà ngũ thiền thôi, nhưng mà sanh về cõi quảng quả khác, bằng 500 kiếp đấy đất. Cõi vô phiền bằng 1000 kiếp trái đất, cõi vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc của cánh đó, thì cái tân tăng dần lên như vậy. Đức Phật Ngài biết được những cái thọ sanh và những cái thành quả với những cái tuổi thọ của chúng sanh sanh lên như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta học, chúng ta nhớ cái tâm tục sinh, thì chúng ta biết cái tâm tinh đó là 19 thứ thôi.
Một là thẩm tấn bất thiện, nếu mà những người nào nhìn vào bản niêu chi pháp đó, đọc khẽ tâm là tâm thẩm tấn bất thiện đó, thì tâm đó là sanh vào bốn cõi khổ. Người nào đọc có tâm thẩm tấn thiện đó, thì đó là tâm thẩm tấn để cho sanh làm người lạc vô nhân. Còn những cái tâm quả, những tâm nào mà chúng ta đọc là tâm đại quả thọ hỷ hợp trí, hay là tâm đại quả thọ hỷ ly trí, thọ hỷ hay thọ xả đó, mà ly trí đó, đều là tâm để tái sanh làm người nhị nhân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng làm người nhị nhân á, thì có cái tâm đại quả thọ hỷ hay thọ xả, có cái tâm ly trí hay hợp trí để sanh làm người nhị nhân hay người tam nhân, mà cái làm người. Như vậy khi mà làm người á, thì chúng ta thấy cái thân nó không có khác biệt nhau. Cái thân người nào cũng có tóc, người nào họ có thân hình tương tự với nhau, nhưng mà tâm tục sinh khác nhau. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, cái cõi người của chúng ta đó, nếu mà tính về người không đó, là có người nhị nhân, có người tam nhân, có người lạc vô nhân. Nhưng mà nếu ở cõi nhân loại nữa, tìm thấy có chúng sanh là súc sanh đi ngang. Như vậy á, thì chúng ta nếu mà chúng ta tính như vậy á, chúng ta thấy cõi nhân loại của chúng ta đó là tưởng cũng dị mà thân cũng dị. Vì thân người, thân súc sanh khác nhau, thân người và thân ngạ quỷ khác nhau, và tâm tục sinh cũng khác nhau như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu được những cái điều đó, đó giúp ích cho chúng ta để phá bỏ được cái thường kiến hay đoạn kiến. Mình nghĩ rằng sau khi chết là hết, hoặc là sau khi chết là còn. Mình làm người thì mình làm người hoài, làm thú thì làm thú hoài. Hay là một số đạo chủ trương đó là con thú đó là do Thượng Đế làm nên, con người là do Thượng Đế cũng làm nên, nhưng mà Thượng Đế hà hơi nhiều, con thú thì nặng đất không hà hơi, nên con thú nó là con vật để cho con người ăn. Những cái điều đó đó nó không có trong giáo lý Đức Phật, nó chỉ có những giáo lý của những cái ngoài đạo Phật thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói đến những cái tâm mà tái sanh vào như vậy, rồi tám tâm đại quả đó là những cái tâm mà làm người nhị nhân, người tam nhân, có thể sanh vào cõi dục giới, từ cõi tha hóa tự tại đến cõi nhân loại của chúng ta. Rồi cái tâm thẩm tấn bất thiện thì sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thẩm tấn thiện sanh làm người lạc vô nhân, những tâm đại quả thì sanh làm người nhị nhân. Những cái tâm thiền, tâm quả thiền, nếu mà cái nào mình gọi là tâm quả đó, thì mình biết rằng cái tâm làm việc tác tục hậu kiếp và tử. Tái tục là khởi đầu kiếp sống, hậu kiếp là duy trì kiếp sống của phạm thiên đó, tử là chấm dứt kiếp sống đó. Nên thường thường mình học á, mình học cái tâm á, hệ tâm nào gọi là tâm quả đó, thì mình hiểu rằng đó là những cái tâm quả mà nhiều khi tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện đó, thì đó là những cái thành quả từ kiếp trước mình làm những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Nhưng mà những cái tâm là tâm quả mà hữu nhân á, hay là tâm quả tâm thẩm tấn để tái sanh làm người lạc vô nhân á, mình biết đó là những cái tâm mà làm việc tái tục hậu kiếp và tử. Dù cho hiện tại những cái tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện quả thiện đó, nó cũng là 32 cái quả thôi, 32 cái quả mà bình nhật, 19 cái tức đi, 19 cái thức quả đi tục sinh, 32 cái quả bình nhật. Có nghĩa là những cái tâm đó cũng là tâm quả thôi luôn. Thì chúng ta hiểu rằng trong giáo lý thập nhiện duyên đó, Đức Phật nói rằng do cái nhân hiện tại nói, do cái quả hiện tại nói với cái nhân hiện tại, đó là muốn nói cái quả, những cái tâm quả nhận thức nói với nhân hiện tại là nhân của tham sân si mà mình sẽ tái sanh kiếp sau nữa. Còn những cái tâm nhận thức á, mà tiếp nối với cái tâm thiện đó, thì tâm quả mình gọi là tâm quả thiện đó, thì những cái tâm này Đức Phật gọi là cũng là tâm quả thôi. Đời trước mình tạo những cái phước đời này, mình sáng làm người có mắt nhìn cái cảnh sắc đẹp, có tai nghe những âm thanh hay, có mũi ngửi mùi ngon mùi thơm, có miệng nếm vị ngon, có thân xúc chạm vật êm ấm. Còn ngược lại những con chó thì nó có miệng nó ăn những cái phẩn, hoặc là có thân á, thì nó nằm dưới đất bụi cát này kia nọ, thân thức nó phải thọ khổ như vậy. Thì những điều đó được Đức Phật này nói lên. Còn những cái tâm quả thiền sắc giới thì sanh vào những cõi sắc giới, chứ chúng ta đang nghe nói rằng cái tâm quả sơ thiền sanh vào ba cõi sơ thiền, tâm quả nhị thiền tam thiền sanh vào ba cõi nhị thiền, tâm quả tứ thiền sanh vào ba cõi tam thiền, tâm quả ngũ thiền sanh vào bảy cõi tứ thiền. Như vậy á, thì những cái tâm thiền sắc giới sanh vào 15 cõi, rồi bốn cái tâm quả vô sắc sanh vào bốn cõi nữa. Như vậy 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới và bốn cõi vô sắc giới nữa, cộng chung lại chúng ta thấy là 31 cõi. Như vậy 31 cõi đó được Đức Phật ngày phân theo cái tâm tục sinh thành chín loại. Chín loại là tưởng đồng thân dị, hoặc tưởng dị thân đồng, hoặc tưởng đồng thân dị
hai cái giới tưởng tưởng đồng thân gì thì sanh ra thành bốn giới, bốn giới mà chúng ta gọi là bốn cái hữu tình cư. Rồi cái cõi vô tưởng là năm, bốn cõi vô sắc là bốn nữa là chín. Như vậy chúng ta học về chín hữu tình cư đó là chín cái chỗ mà chúng sanh có mặt. Đức Phật với cái sanh tử trí hay là với thiên nhãn thông á, thiên nhãn thuần tịnh á, Đức Phật thấy những chúng sanh này chết do cái hạnh nghiệp của họ, họ tái sanh như vậy chứ không phải do Thượng Đế, không thần linh, không phải do ai ban cho họ những cái thành quả này. Và chính cái thiện nghiệp do thân khẩu ý của họ làm nên mà họ tái sanh vào các cái cảnh giới như vậy. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, con xin chia sẻ cái bài hôm nay với bấy nhiêu lời trình bày như vậy. Nhưng mà có lẽ là cái phần trình bày chuyên môn là như vậy, vì cái chi pháp chuyên môn là như vậy. Nhưng mà cái sự trình bày thi thiết để cho Phật tử hiểu được thì sẽ là những cái câu thảo luận của Thượng Giác Đẳng đặt ra để chư Tăng tham gia thảo luận. Phần trình bày về cái phần chi pháp con xin trình bày như vậy. Nếu có cái gì thì tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng triển khai thêm. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng để Thượng Tọa điều học cái phần thảo luận để chư Tăng chia sẻ cái kiến thức để Phật tử có thể tiếp thu được những cái điều mà Đức Ngài thuyết giảng mà quý Phật tử chưa có hiểu được. Bây giờ thì con xin kính dâng cái phần phước báo công đức này đến chư Tôn Đức Tăng, chư Bác công đức đến của quyền thất tổ, cha mẹ của chúng ta cũng như quý vị nhờ phước sanh nhãn cảnh. Cũng xin chia phước này đến tất cả những Phật tử hộ độ, những người đệ tử thân thương, xin nhận phước này và được tiến hóa lâu dài. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng tầm mít dùng. Sao thú cái trường thì họp được thường tòa thường tòa từ việc thường tòa có ở trước máy và thường tòa có nghe được không? Nếu mà thường tòa từ việc nghe được kinh thực, thường tòa trả lời câu thương lượng số 1. Thường tòa từ việc chúng ta đọc ở trong kinh thì chư phạm thiên ở cõi vô tưởng đó, do hai điều mà sinh vào cõi vô tưởng đó là năng lực của thiền định và nguyện lực. Vì nó sống không có tâm thức ở trong một thời gian dài như là những pho tượng. Điều mà chúng ta muốn nói tại đây đó là bây giờ mình đặt trường hợp một câu hỏi mà có rất là nhiều người Phật tử thắc mắc là cây cỏ đó nó có sắc mà không có tâm thức, như vậy có kể là một chúng sanh không? Thậm chí đôi khi người ta nói là cây cỏ nó thể nghe được âm nhạc, cây cỏ nó biết tìm đến nước, cây cỏ nó biết thích nghi với sự sống. Thì tất cả những cái phản ứng của cây cỏ đó, nó có thể gọi là đó là một chúng sanh hay là thực vật chỉ là thực vật thôi? Kính thỉnh Thượng Tọa Thượng Nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến với giáo pháp, và chúng ta kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính, để Đức Nguyên Thông cùng chư Tăng đang hiện diện thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính lễ Thượng Tọa, quả thật thì xin xác định một cách rõ ràng, chúng sinh ở cõi vô tưởng có sắc mà không có tâm thức, về khác biệt thế nào với cỏ cây theo thời Phật Pháp, thì thực vật có xem là chúng sinh không? Trước nhất là xác định chúng sinh, một chúng sinh ở cõi vô tưởng đó là một chúng sinh thật, tuy tâm thức không có ngay lúc đó nhưng khác với cỏ cây. Đây là xác định thứ nhất. Xác định thứ hai nữa, theo Phật Pháp thì thực vật không xem là một chúng sinh. Kính thưa quý vị, để mà sanh về cõi vô tưởng như Thượng Tọa đã biết là do kết quả của thiền và cái nguyên lực của các vị đó. Bởi vì người ta thấy có cái tâm tư này nó mới xảy ra phiền muộn, mong rằng mình đừng có khởi cái tâm lên thì nó đâu có dao động, nó đâu có khổ não, và thế là các vị đó ước mong như thế và tu thiền chứng. Thì ở đây có một điều mà đặc biệt, đó chính là chana chinta vô, tức là cái thiền định nó bất khả tư nghị, mà chúng ta không thể đếm, chúng ta không thể xét lược. Đây là cái lý thứ nhất. Và chúng sanh ở cõi vô tưởng đó
chúng ta nhớ rõ là do nguyện lực và do thiền định về cõi đó. Chỉ có cõi đó, ở nơi cảnh giới đó, cõi đó mới có người đó. Chứ còn cõi khác, cảnh giới khác không có người đó. Đây là sách ở cõi cảnh, ở cõi mà, ở, mà chúng sinh nương trú. Có búp, một cái búp bê, nó giống với người phụ tưởng có phải không? Không phải, con búp bê là do do hợp chất mà tạo thành con búp bê. Bây giờ, cũng như là tượng Phật, chúng ta nói rằng ta nắng lên hình, người ta đúc lên là đồng hay là ta đục đẽo bằng đá hay là bằng tất cả các chất liệu gì đó nên hình ảnh, mà ta xem đó là tượng Phật. Vậy thì chúng ta nói rằng đem tượng Phật này lá chứ không phải là Phật. Nói như vậy thì là đúng. Nhưng nếu như chúng ta đạp đổ, chúng ta xúc phạm thì không được. Bởi vì cái hình thái nó hình thái của tâm linh, hình thái của sự tôn thờ. Ai với có những ác tâm như thế thì cũng chúng tôi nói cũng như là một hình thái. Tuy là không tâm, không tưởng đấy, nhưng hết cái chúng sinh đã cõi đó và hết cái khả năng năng lực của thiền định, và thế là họ tái sanh bắt đầu, họ tái tức là họ có tâm, nó tiếp tục trở lại do khả năng của thiền định mà dừng lại, cũng như diệt thọ tưởng định như đó, diệt thọ diệt tưởng diệt định trong thời gian 7 ngày vân vân, thì lúc không có thọ tưởng, cứ như là diệt thọ diệt tưởng diệt định ngay lúc đó. Nhưng đó là có cái khả năng như vậy, chứ không phải là cỏ cây. Nó khác với cỏ cây nhiều. Bởi vì chúng sinh, đây là một gọi là chúng sinh thì phải có thức tính, nhưng chúng sinh này là một chúng sinh nhưng không có thức tính, do năng lực của thiền định. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Cái thứ hai, theo Phật pháp thì thực vật có được xem là chúng sinh không? Điều này là không. Bởi vì cái đó nó do cái gì mà tạo thành? Do tứ đại tạo thành, do có đất, có nước, có lửa, có gió mà tạo nên cây cối. Còn chúng sinh là do tứ đại và thức tái sanh, thức tái tục nó tạo thành. Chúng ta nhớ, dầu cho là con riệp, con muỗi, những chúng sinh vi tế vân vân rất là nhỏ, nhưng chúng sinh đó cũng là một chúng sinh. Cho nên ở đây mà chúng sinh đó có thức tánh. Có thức tánh đó là cái gì? Tức là nó có trạng thái vui, nó còn trạng thái buồn, nó có trạng thái dao động. Còn quả thật cây mà chúng ta nói bây giờ, như chúng ta chặt cái cây thì nó cũng chảy mũ, chảy máu, thì cũng như là mình chảy máu. Thì nói như vậy thì chúng ta xem lại, nhưng sự thật ra đó là một cỏ cây, nó không phải là một tấm. Mà do cái gì? Do cái sự chứa đựng ở trong thân cây đó. Nó là nước, hay nó là mũ, nó là cái thịt cây đó, nó như thế này, như thế kia. Thì cái hình thái đó là do cái gì? Do tứ đại nó hợp thành. Và có nước, có lửa, có gió, có ánh sáng, tức là lửa đó, thì cây đó nó tốt, nó tươi. Nhưng khi cây đó mà yếu tố của tứ đại nó không tốt thì cây đó nó chết. Một là nước quá nhiều, hai nữa là không có nước, hay là quá nóng, vân vân. Thì đây chính là cái điều mà chúng ta xác định rõ ràng, không phải là cỏ cây nó là chúng sinh. Và chúng ta còn nhớ là có một cái câu thơ mà nói rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo đó. Như cái này của ai quên rồi quý vị. Thì người ta nói như vậy, đó là nói mang tính đoạn kiến. Nhớ, chúng ta nhớ rõ nha, mang tính đoạn kiến.
Bởi vì tại sao cái thông nó reo chẳng phải là do gió, như hồi nãy thì tôi đặng nó là cây, nó có thể nghe, nó có thể như thế này thế kia vân vân, hay là chúng ta còn nó nhiều cái cây nó hút, nó ăn cả nó hút cả máu người, hay nó ăn thịt người vân vân. Thì cái mà nói như vậy thì là chúng ta biết người ta nói như vậy là do cái cây đó nó cần một cái chất cái gì đó. Dạ, cũng Nguyễn Công Trứ, đúng rồi, kiếp sau chúng trở làm người. Dạ, cảm ơn. Thì cái cây đó nó cần một cái chất gì đó, mà lúc đó con người nó rơi vào cái cây đó thì cây nó vô tình, ví dụ như nó cần nước nó hút, hay hoặc nó có những cái sợi dây sẽ quấn vô cái dây đó nó quấn, chứ không phải là cái cây đó nó là một chúng sinh, là như là cọp, beo hay là trăng, hay là những cái con thú mà nó ăn thịt người, hay là nó siết, nó hút máu người, thì cái đó không phải vậy, không phải là những con muỗi mà nó khát máu, phải như vậy. Mà đó chẳng qua là những cái cây đó, là những cái cây mà chẳng qua tức là do cái yếu tố của tứ đại là nó cần nước vân vân, hay hoặc là cái dây đó thì nó quấn, chứ sự thật ra còn cái chuyện mà tôi nói cây ăn thịt người thì cái chuyện đó nó cũng chỉ là một cái giả định giả thuyết. Cái điều gì khi mà chúng ta rơi vào một cái vực thẳm, hay chúng ta không thể thoát được, thì cây nó bị cái cây đó nó bích nó, hoặc là hay ngay cả chúng ta nhớ là do chúng ta không đủ cái oxy, thiếu cái carbonate nó để chúng ta thở vân vân, là do cái cây nó tiết cái độc tố ra nhiều quá chúng ta chết. Nó nhiều cái lý lắm, do cái khí độc của cây mà chúng ta chết, nó thế thôi. Cho nên vì vậy cái đó là khác, mà chúng ta rồi có đầu cái người ta lo sợ như vậy. Ở cái này cây ăn thịt người cây này nó hút máu người nè, thì cái đó là toàn là giả thuyết, toàn tức là một cái sự định chế của một con người. Cho nên ở đây cái cây nó không có, nó không phải là một chúng sinh, mà gọi là sát tá là một chúng sinh, gọi là một sanh linh, một chúng sinh được sanh ra có cái thức tánh, có cái tâm thức, mới gọi là chúng sinh. Chúng tức là ở đây là nhiều thứ, mà sanh đây tức là nói tới cái sanh linh, sanh mạng. Thì thực vật không phải là một sanh mạng, không phải là một chúng sinh. Tuy thực vật có những cái mà nó cũng giống như tương đồng với kiếp con người, là cái này như hẳn như là có những cái cây mà nó có thể nhưng chúng ta vừa nghe nó có thể cái cây đó nó nghe, nó phát ra cái tiếng này cái tiếng kia, thì chẳng qua là do yếu tố của tứ đại thôi mà nó tạo nên cái như thế, chứ sự thật ra là không có. Cho nên vì vậy là đây là một điều mà chúng ta cần phải hiểu. Có một điều chúng ta cần phải hiểu thêm nữa, có đôi khi các vị thọ thần ở tại cội cây đó, nhiều khi hay có các vị dạ xoa ở tại cái cây đó, mà người ta làm, người ta giết hại chúng sinh, hay hoặc người ta chụp, người ta lấy cái những con người, mà đó chính là cái gì, các vị thọ thần hay là các vị dạ xoa ở trong cái cây đó, ở gần cái cây đó, ở xung quanh cây đó, chúng ta nhớ như vậy. Bởi vì cho nên Đức Phật ngài dạy chúng các thầy tỳ kheo không có được đã thảo kinh xà là vậy đó, có như là tức là chặt hay là nhổ các cái thảo mộc. Thứ nhất là giữ cái gì, cái môi sinh được tốt đẹp, và cái tính của xanh của tươi, và những chúng sinh ở nơi cội cây, ở nơi bụi rậm đó, chúng ta đụng là chúng ta có cái sự phá đi một cái nơi mà người ta trú ngụ vân vân. Cho nên đây tức là nó còn mở rộng nữa kìa. Chứ còn quả thật thì cây cối là cây cối, không thể là một chúng sinh. Cũng như con người là con người, chứ không có phải là như Darwin mà khỉ tạo thành người. Và vì như vậy thì nhiều ngàn năm nữa con khỉ đó tiếp tục làm người, đúng không? Dạ không có.
ta nghe rõ đi, con khỉ, con vượn hay là có những chúng sinh mà cái sinh hoạt nó tương tự, có những cái nó giống với con người, có những cái nó giống với con người nhưng nó không phải là con người mà nó là một thú vật. Thú vật là thú vật chứ không phải là nguồn cội của loài người. Như mà đây chính là hiểu như vậy, đấy là một cái mà chúng ta đứng trên cái nhìn của Phật pháp của chúng ta, đó là một cái động kiến, đó là một cái tri kiến loạn, không đúng. Đó, ví dụ bây giờ chúng ta nói nếu vậy thì con người từ đâu có, con người từ loài khỉ, từ loài vượn. Và chính ở đây đưa đến con người từ loài vượn, cho nên vì vậy nó rơi vào một cái cách cho tôi gọi là cái vô thần. Bởi vì từ đó nó sanh ra rồi nó thế này thế kia, và thế là nó biến đổi chi này, và nó khôn, nó khéo, và thế là làm con người đẹp đẽ. Hãy con vẫn sanh ra vẫn là con rượu, vẫn con khỉ sanh ra vẫn là con khỉ. À, rồi cũng không phải như tại thiên một từ một cái đá cái đó nó làm cái bùm cái nó cái ông ra cái ông chịu phép thực. Thì dầu cho nó nói là thiết tiến hóa như thế nào cũng vậy, thì chúng ta nói rằng bắt đầu nó bỏ cái chi này, nó rớt cái chi kia, là chúng sinh nó có thể tiết chuyển hóa, chẳng hạn như là từ con bướm mà nó thành cái con sâu, ra con sâu, rồi từ con sâu đó nó thành cái con chim, con gì đó đó, là nó có một cái liên hoan, và nó biến đổi theo cái thời tiết, theo cái không gian, theo cái thời gian, và theo cái khí hậu, theo cái tứ đại, thì nó có những cái đó. Thì người ta là ví dụ như các nhà bác học này, người ta cũng là những người có một kiến văn rất là lớn, chứ không phải là người ta không hiểu về, nhưng người ta hiểu về cuộc sống, cuộc đời theo vật lý là như thế. Nhưng ở đây nói theo tâm linh hay nói theo Phật pháp, nó là một cái điều coi như là nghìn trùng cách biệt luôn. Cũng giống như người hiểu biết Phật pháp nói chuyện với cái người vô thần, cái người hữu thần, cái người duy tâm duy vật thôi, cũng là một hệ thống khác nhau rồi. Một người duy tâm không thể nói chuyện với một người duy vật, một người duy vật không thể nói chuyện với một người duy tâm. Và chúng ta là giáo lý Phật pháp không có duy tâm cũng chẳng có duy vật, mà giáo lý Phật dạy cho chúng ta đứng trên cái nhìn của cái gì, của vận hành của chúng sinh thôi, sanh lão bệnh tử, và chúng sinh sanh ra ở có các cõi, có các loài, nó không thay thác quá sanh ở các cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Chúng sinh là ba cõi mà chúng ta cho tức là rồi chúng sinh là con người, là trời, và chúng sinh là quá sanh là như thế này, thai sanh là như thế kia, đoạn sanh là như thế nọ, vân vân, thì đều là các cõi giới cho các chúng sinh một cách rõ ràng, chứ không có phải mà cõi này là cõi người thì người trời gì cùng chung nhau, không phải như vậy, mà nó đều có một cái sự khác biệt. Cũng như cảnh khổ là cảnh khổ. Rồi chúng ta nói rằng là chẳng hạn như bây giờ chúng tôi nói hơi dài một chút xíu nữa, chúng ta cho rằng con người quá, nhưng kính thưa quý vị, cõi người vẫn là cõi vui, vẫn có cái tâm thiện tâm ác. Mình sinh ra trong cuộc đời, dầu gì nếu sinh là một con người thì cái phước và cái gì, cái phước và cái điều kiện tốt hơn nhiều các chúng sinh là thú. Đây là sự thật. Con thú nó chỉ biết là ăn ngủ, và nó chỉ biết tầm cầu cái ăn, cái ngủ, cái tham, cái thích, nó hết bao nhiêu cái tâm nó chỉ như thế, nó ham ăn mê ngủ, và nó coi như là cái tìm được tìm cái hết chuyện, không có chuyện gì nữa hết, nó cứ như thế, và cho nó ăn vậy rồi hết, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng cái con người là khác, nó còn một cái nó còn có một cái sự tốt đẹp hơn, đó chính là nó còn cái tâm thiện tâm ác. Còn thường chúng sinh ở cõi khổ là tâm bất thiện, không tâm bất thiện một cách liên tục, cho nên nó chết, nó tái sanh lại
Thí dụ như làm chó chết lại làm chó, làm chó, làm chó, làm chó, làm chó, làm heo, làm heo, làm gà, làm gà, làm gà, làm gà, vân vân. Mà càng mà chúng sinh nhỏ thì cái quả ác nó càng ghê gớm hơn. Cho nên mà những chúng sinh mà vô thần vô thức á, những chúng sinh nó khủng khiếp lắm. Đọa ở địa ngục mà phải nó đau khổ cùng cực, cho tới khi sanh ra trên cuộc đời cũng rơi vào những chúng sinh hết sức là tệ hại, và sanh lại làm người thì chắc chắn rơi vào câm đuôi mù điếc, hoặc là nối theo cái sự tái sanh. Thì những chúng sinh đó hết sức là đau khổ. Cũng đặc biệt luôn, những chúng sinh ở cõi vô tưởng, nếu như mà họ không có nhiều cái phước duyên ba la mật, kính thưa quý vị, họ dễ rơi vào một cái đoạn kiến. Họ thấy, họ suy, họ quán, ủa sao có một lúc mà mình không có cái gì trơn, mình như là con người không có chuyện gì trơn, thì ngay chỗ cái mắt này, thì họ cũng dễ rơi vào một cái đoạn kiến. Bởi vì con người thật ra không có cái chuyện gì hết, có những lúc chính chúng ta đã không có cái chuyện gì, mà nếu như mà không có một cái phước duyên của ba la mật thì họ chết ngay chỗ này. Dạ. Và tất cả chúng ta đã từng sanh ở các cõi ngoại trừ năm cõi ngũ tịnh cư thôi, tức là 26 cõi phàm, bốn cõi, năm cõi thánh là chúng ta không có bước vào. Còn 26 cõi phàm chúng ta bước qua hết, ra vào ba cõi đó là như thế đó, không biết bao nhiêu lần trong độ luân hồi của chính chúng ta. Dạ. Cho nên dạ quý vị còn nghe chúng tôi nói không? À, tức là xin xác định rõ như thế. Dạ xin chúng tôi cũng vừa kết thúc cái câu hỏi này, và dạ, chúng con kính cung thỉnh thường thọ quay trở lại, nếu có đi gì cần một túc thì kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Thưa tập chúng mình, Đại Đức Minh Thông có nghe được không? Nếu Đại Đức Minh Thông nghe được, xin thỉnh Đại Đức Minh Thông trả lời cho cô thảo luận số. Đại Đức Minh Thông, chúng ta thấy trong ở bài học thì đề cập đến chư thiên phạm thiên, nhưng mà riêng về loài vật như con ong, con kiến hạn, chúng ta thấy có những cái loài mà cái thân thì cũng giống nhau và cái sinh hoạt cũng giống nhau. Như vậy cái giống đó là do cộng nghiệp hay là do cái gì đó khiến cho nó giống nhau như vậy? Cái thỉnh Đại Đức Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa Sư Phụ và kính thưa Đạo Tràng, có một số loài vật giống như con ong, cái kiến thì nó có những cái hoạt động là rất là dường như là đồng ý với nhau, dường như là hy sinh chống nhau, nó vẫn cái lũi vào, nó cắn mình, nó lũi vào để chích mình. Thì cái đó thì nếu mình nói là cái cộng nghiệp thì đó là dùng danh từ, nhưng mà dường như đó là cái bản tính mà tiếng Anh gọi là instinct, tức là cái giống loại đó là nó sinh ra như vậy, mà nó trong cái môi trường sống nó vậy mà nó bị cản trở là nó tấn công. Thì cái đó là cái bản tính của mỗi vật, thì cái bản tính đó là nó tự nhiên, chứ không phải là vì nó làm một cái nghiệp gì đó thì nó cùng chung như vậy. Thì cái điều đó thì con không nghĩ nó như vậy, mà là con nghĩ là khi mà chúng nó sanh ra ở ra là một cái con kiến thì nó đi từng đàn, nó sống quầy quẩn như với nhau, rồi con ong thì cũng như vậy. Thì mình nói là nếu mà cái loại đó thì nó sống với cái bản năng tự vệ của nó và bản năng kiếm sống của nó, thì mình cũng có thể hiểu
là nếu là nó sanh ra như vậy thì nó cũng là một cái cộng nghiệp. Thì bởi vì cộng nghiệp thì mới sanh ra kiến, thì cộng nghiệp mới là sanh là ông. Chứ còn nếu mà không phải thì nó như vậy. Cho nên ở cái chỗ này thì nếu mình nói gì đứng về phương diện khoa học thì mình nói đó là cái ý sinh của nó, là cái bản năng của nó. Còn nếu mình nói về nghiệp quả thì phải làm như thế nào thì mới là bị là sanh con ong hay sanh con kiến, thì trong hai lối nói thì một cái lối nói là cái bản tính của nó, cái bản tính của ong, bản tính của kiến là sống từng đoàn và hy sinh và không có ngại ngùng, không gì đó, cứ lũ vô thôi đó. Thì nói như thế nào cũng đúng, nhưng mà khi mình như vậy đó thì mình biết rằng mình nói về khoa học là cái bản tính, nếu mình nói về là cộng nghiệp thì mình nói về giáo lý của Phật. Thưa sư phụ, đó là sự suy nghĩ của con. Nhưng mà thưa sư phụ, con là một chúng sanh vô minh thì nói thì không chắc chắn là đúng, nhưng mà cái trí tuệ cho thấy là phải là đi con đường đó. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm, để con học và đạo tràng sẽ học thêm trí tuệ của sư phụ. Thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thủ kính rừng để được quyền thủ. Thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được xin thỉnh, thượng tọa Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận số 3. Thượng tọa Pháp Đăng, thường thường chúng ta hay có phân biệt là người ở cõi âm và người ở cõi dương. Ví dụ như mình kinh, có nhiều vị quan điểm rằng có những loại kinh gọi là kinh cầu an thì chỉ cho người sống mà không cho người chết. Có những loại kinh mà chỉ cho người chết chứ không cho người sống. Nhưng mà ở trên thực tế thì sao? Ví dụ một người mất đi, họ sanh một loài chúng sanh khác thì chúng sanh chỉ là chúng sanh thôi, chứ có phải chăng là phải phân biệt chúng sanh ở cõi âm và cõi dương không, theo Phật pháp? Kính thỉnh từ đó học ra. Alo. Thật sự đó thì mình nói kinh của Phật á, tất những bài kinh đó đều gọi là những cái bài kinh đó mang cái ý nghĩa là tu tập để thành tựu, hay là những cái bài kinh mình làm cho mình động tâm. Động tâm cái đó là kinh cảm. Ví dụ nói rằng các hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh là sanh là diệt, nên thường hay có sự khổ não đó. Thì đó là những cái bài kệ động tâm để cho mình biết rằng tất cả chúng sanh ai cũng sanh để cũng phải tử, phải sanh tử như vậy thôi. Vì là các pháp hữu vi, vì danh và sắc là danh pháp hữu vi, sắc pháp hữu vi, nên phải chịu tử thôi. Thì khi mà mình đọc kinh thì cái kinh của Đức Phật đó, như mình nói rằng bài Bố Chăn Gá, người ta nghĩ rằng để cầu an, có nghĩa là tụng cái kinh đó người ta an lành. Thật sự đó thì bài kinh Bố Chăn Gá là muốn nói đến cái nội tâm, từ cái trạch pháp giác chi, cần giác chi, giác chi hỷ giác chi, tịnh giác chi, giác chi xả giác chi, rồi khinh an giác chi, niệm giác chi, là nhắc nhở mình hãy an trú vào các pháp giác chi này, vậy thôi, chứ không phải là cái bài kinh đó có năng lực để cầu an mình hết bệnh, không phải. Nó không phải như vậy. Nhưng mà ở đời thì đối với tất cả chúng sanh thì khi mà nghe chư tăng tụng kinh đó, thì họ nghĩ rằng chư tăng tụng để cho mình an lành, hoặc là chư tụng để siêu độ cho những người hướng linh. Nên á, mình mới chia ra những cái lời tắc bạch đó thành trở thành những lời tắc bạch thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an hay cầu siêu. Thật sự đó thì hôm trước thì Đại Đức Lâm Bối có giảng cái bài pháp là mình làm lễ cầu siêu đó thì tự mình làm cầu siêu cho mình. Có nghĩa là cái tâm mà nó sanh lên cao á, là những cái tâm hợp trí, mình gọi là siêu lên cái cõi trời cao. Còn khi mà cái tâm mà nó đọa xuống cõi khổ là cái tâm bất thiện, tự nó đè mình vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nên á, mình cầu siêu cho người thân mình cũng có nghĩa là mình cầu siêu cho mình.
rồi mình cầu an cho người thân của mình cũng đồng nghĩa cầu an cho mình. Tại vì cái tâm mà khôn khéo, khôn ngoan, cái tâm không bệnh hoạn, cái tâm sáng suốt, cái tâm không lỗi lầm, tâm cho đâu ai vui á, thì ý nghĩa là cầu an. Như vậy là cái thiện pháp mình bố thí cúng dường, mình nghe kinh đó, là những cái thiện pháp mà nó làm cho mình được cái sự tốt đẹp. Đó là tâm mình không bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho quả vui. À, như vậy á, thì khi mà chúng ta hiểu á, cầu an á, là để cho cái thiện pháp của mình nó tăng trưởng. Mà cầu siêu cũng có nghĩa là để cho thiện pháp mình tăng trưởng. À, có nghĩa là siêu là những cái gì mà nó sanh thì cõi vui. À, đọa là muốn nói đến cái gì, cái cõi khổ. Thì cái cõi mà cái tâm mà bỏng kẻ bỏng sẻn á, mình không có dám thỉnh chư tăng tụng kinh á, là cái tâm bỏng sẻn, vì mình sợ tốn tiền tốn của tốn công tốn sức. À, nên cái tâm bỏng sẻn như vậy là cái tâm, rồi cái tâm mà mình thỉnh chư tăng á, thì tất nhiên là cái tâm cầu an rồi. Nếu mình cầu an thì thật sự là cái tâm cầu an, tại mình muốn nghe Phật pháp, là muốn cúng dường, muốn đảnh lễ, muốn nghe, muốn yên tĩnh cái tâm. Mà thành ra lúc bây giờ mình có cái tâm như vậy là mình đã là cầu an rồi. Cầu an đó cho đến lúc mà chưa tăng giảng thuyết pháp, và chưa tăng thuyết pháp, và chưa tăng tụng kinh phú chúc, mà lúc nào mà cái tâm mình còn an trú trong cái pháp bố thí đó thì đều gọi là cầu an hết. À, rồi khi mà mình nói đến thỉnh chư tăng cầu siêu đi, ví dụ mà tâm của mình rũ bỏ những cái ác pháp thì có nghĩa là mình đã siêu rồi. Thì khi một người mà làm phước đó, cho người khác đó, cũng đồng nghĩa mình làm, mình cầu an cho mình, và cũng đồng nghĩa cầu siêu cho mình. À, cầu siêu có nghĩa là muốn nói đến cái tâm mình nó vươn lên, đừng có bám biếu vào những cái pháp bỏng sẻn keo kiệt, những cái pháp mà cho mình sanh lòng ngã quỷ súc sanh. Thành ra chúng ta thấy rằng súc sanh là tham nặng, địa ngục là do tà kiến nặng, rồi ngã quỷ là do bỏng sẻn nặng. Mà khi mà mình làm thiện pháp á, mình thỉnh chư tăng tụng kinh bố thí, hay mình bố thí mỗi ngày á, thì rõ ràng là mình siêu rồi. Nên nhiều người, ví dụ chúng ta thấy rằng họ tự hào, hay là họ tự khẳng định đời sống của mình, như là ông nam cư sĩ mà hộ độ cho mấy ngày đó, khi mà chư tăng như là tượng đại đẳng đó, các vị đến thăm ông đó, thì ông nói rằng ông chín mấy tuổi mà ông còn xin giới rồi được, ông còn thỉnh chư tăng, ông còn hồi hướng đời này được. Ông nói là ông gần trời nhưng mà xa đất. Đất là ý nghĩa là mình đọa đài với địa ngục, trời đồng nghĩa với những cõi vui. Mà ông tự như vậy thì ông tự tin đó, với cái thiện nghiệp của mình. Đức Phật nói là một cái người mà khi mà giống cái gương để soi mặt vậy đó, mình thấy được những cái thiện nghiệp của mình tự tin với cái thiện nghiệp của mình. À, rồi những người nào hoặc không làm thiện nghiệp đó, mình chắc chắn là những người này sau khi chết họ rơi vào cõi khổ, chắc như vậy thôi quý vị. À, dù kiếp này họ làm người, họ có quyền cao chức trọng, có vàng bạc ngọc ngà châu báu nhiều, nhưng mà chắc chắn là sau khi chết là họ phải rơi vào cõi khổ. Tại vì họ không làm việc lành thì tất nhiên họ hưởng cái phước lành thôi, họ hưởng phước lành hết rồi họ phải rơi vào cõi khổ thôi. À, thành ra chúng ta hiểu như vậy. Nên khi một cái sự phân biệt á, mà chết thì tụng kinh cầu an cầu siêu, thật sự ra ngay lúc mình còn sống á, mình cũng đã cầu siêu cho mình nếu mà hiểu đúng. À, rồi ngay cái lúc mình không có bệnh hoạn đó, mình cũng đã tự cầu an cho mình rồi. Khi mà mình có cái tâm, khi mình thỉnh chư tăng về tụng kinh cầu an cho gia đạo của mình, cho người đó, thì đồng nghĩa với mình đã cầu an cho mình. À, khi mình cầu siêu cho quyến thuộc của mình cũng đồng nghĩa với mình cầu siêu. Nói như vậy thì Phật tử nghe ghê quá, chết rồi cầu siêu. Nhưng mà chúng ta hiểu cái từ cầu siêu là nhẹ nhàng, nó sanh lên. Mà cái tâm thiện thì nó nhẹ nhàng, nó khinh an, cái tâm thiện thì nó mang cái quả vui, cho cái nghiệp vui. Nhưng mà mình nghe nó cầu siêu cho mình là mình sợ lắm. Nhưng mà thật sự cái ý nghĩa kinh để cho mình làm những cái thiện nghiệp, để mình không có, sau khi chết mình không có đọa và khổ cảnh thôi. Giống như người mà sợ đói khát rồi để dành tiền, để dành tiền tất nhiên là không đói khát rồi. Ừ. Nhưng mà nó để dành tiền để làm gì? Để dành tiền đó để chi dụng. Người để dành phước nó cũng để sanh vào cõi vui thôi quý vị, hay hoặc là mình đầy đủ được những cái hạnh phúc khi mình tích lũy những cái thiện nghiệp. Dạ. Nhưng mà người ta đó thì nghe cái từ mà cầu siêu thì họ sợ lắm. Ừ. Nhưng mà thật sự cái ý nghĩa kinh điển của Đức Phật đó là để cho tâm mình hướng thượng quý vị, cái tâm mình hướng thượng lên, cái tâm mình nó nghĩa là nhẹ nhàng với tương ứng với cái thiện nghiệp. Mà thiện nghiệp á, thì nếu mà cái tâm mình đang hỗn loạn á, thì nó cũng cầu an luôn. Và cái tâm mình nếu mà thanh tịnh nó cũng để cho cầu siêu luôn. Nghĩa là nó cho cái tâm mình cao thượng lên thêm thôi, chứ nó không có gì hết á. Siêu cái nghĩa là cái tâm nó cao lên, hay là tâm nó hướng đến cái cảnh giới tốt đẹp. Còn khi mà đọa đó, muốn nói là cái tâm nó rơi vào khổ cảnh, hay là cái tâm nó rơi vào địa ngục, nó tâm rơi vào cái sự bỏng sẻn keo kiệt, sân hận si mê,
tà kiến, ý nghĩa là như vậy. Như vậy thì ở trong cái câu hỏi Thượng Tọa đó là khi chết mình tụng kinh cầu an cầu siêu, phải chăng là theo Phật pháp dù sống sống sao hay chết sanh vào các cái cõi khác đều là chúng sanh? Thật sự thì chúng ta thấy Đức Phật nói rằng chúng sanh nó có thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Chúng sanh nó tái sanh trở lại làm người đó, vào dạ con đó, chúng ta gọi là thai sanh. Ở trong đó có người và súc sanh, súc sanh như là bò, trâu, voi, ngựa, chó, mèo sanh ra qua dạ con, chúng ta gọi là thai sanh. Chúng sanh đó quá sanh như ma quỷ, chư thiên, phạm thiên, các cõi trời đó đều là quá sanh hết. Ma quỷ như là những loại ngã quỷ cũng là quá sanh, tự mình sanh ra cảnh giới ngã quỷ đó. Rồi nõn sanh là mình sanh vào cái trứng, những cái loài gà, những cái loài chim chóc, những cái loài mà đẻ trứng rồi trứng nở thành con, chúng ta gọi là nõn sanh. Thấp sanh là những chỗ mà ẩm ướt, như là lăng quăng, ruồi muỗi, rồi những cái chỗ mà ẩm thấp nó sanh ra những chúng sanh đó. Có cái sự sống, mình biết là có cái sự sinh hoạt đó, có cái sự nhúc nhích hay là có cái sự di chuyển đó, thì mình gọi là chúng sanh nó có cái sắc. Mà thường thường mình hiểu rằng cái bốn danh quẩn sắc quẩn đó, nó cũng có bốn mặt luôn quý vị, có mặt là có mặt bốn luôn, có địa thủy quả phong, có nghĩa là sự nhúc nhích đó là phong đại, cái sự mà cứng hay mềm là địa đại, cái sự chảy ra hay quến lại chúng ta gọi là thủy đại, cái sự nóng hay lạnh đó, chúng ta gọi là quả đại. Thì có một con vật gì đó mà nhúc nhích nhỏ xíu đi thì nếu nói về sắc đó, nó cũng đều có sắc tứ đại. Dù là một con vi khuẩn thật là nhỏ đi, nó có sự di chuyển của nó thì chúng ta cũng biết rằng nó có phong đại. Rồi nó có sự hình thành, nó cứng hay mềm, nó thuộc về địa đại. Nó có sự lạnh hay nóng, nó thuộc về quả đại. Và nó có cái sự mà chảy ra hay quến lại đó, tại vì nó có sự chảy ra hay quến lại để mình thấy được con vật đó, thì nó cũng là địa đại. Thì trong Phật giáo là phân biệt như vậy, nó cũng có sắc, là nó cũng có bốn sắc đại hiển: đất, nước, lửa, gió. Như vậy thì chúng ta hiểu, đối với Đức Phật đó, Phật trí thấy như vậy, nên Ngài mới giảng dạy là chúng ta đó chết, tái sanh vào cảnh giới cũng gọi là chúng sanh. Chúng sanh này, ở đây là chúng sanh này chết, tái sanh đi chỗ kia thôi, cũng gọi là chúng sanh thôi. Chúng sanh thôi. Nhưng mà khi mình đặt tên đó, ví dụ kiếp này mình đặt tên là tên này, đó kiếp sau là tên khác. Vậy chúng ta thấy Đức Bồ Tát, Ngài có nhiều tên lắm, Ngài có nhiều cái tên. Cho đến cái kiếp cuối cùng này, Ngài có tên là Sĩ Đạt Tá đi, Chính Thá đi, dòng họ Gotama đi. Nhưng mà chỉ đó là một cái tên được đặt trong cái kiếp cuối cùng này thôi. Nó là như vậy quý vị. Thì ở trong câu hỏi Thượng Tọa đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu gì cần nói thêm thì Thượng Tọa, bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa. Sao thú kính trường, thưa tỏ học tập, thưa tỏ tuyên quyền, thưa tỏ còn ở trước máy không? Nếu thưa tỏ tuyên quyền có mặt ở trước máy, xin thỉnh thưa tỏ trả lời cho câu thảo luận số 4. Thưa tỏ tuyên quyền, khi mà chúng ta nói về quả của nghiệp là quả thiện hay quả bất thiện, quả vui hay quả khổ đó, thì xem ra nó có tất cách cố định. Nhưng mà ở trong cuộc này nó có nhiều thứ mà nó rất là bất định. Thí dụ như là mình nói về màu da chẳng hạn, chúng ta đi sang bên Âu Châu, người ta có cái mốt là chuộng cái da màu ngâm ngâm, đi phơi nắng để cho da ngâm đi, còn nó màu da trắng là màu bệnh hoạn. Nhưng mà chúng ta thì chúng ta là chuộng màu da trắng, màu da trắng thì là sang trọng, màu da trắng là màu tiểu thơ, màu đại cát, màu của những người nhà giàu. Thì như vậy cái màu da, cái gì màu da trắng hay da ngâm á, nó có cái giá trị thực sự trên phương diện nghiệp báo hay không? Hay là những cái đó nó chỉ là nên được hiểu cách khác đi. Người nào thích da trắng thì da trắng là có phước, mà người thích da ngâm thì có được da ngâm mà có phước, có phải vậy không? Cái tỉnh thì tỏ tuyên quyền.
Dạ Nam Mô Bố Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ dạ anh lễ chư tăng kính chào quý vị. Thì chúng ta thấy nếu mà câu hỏi được đặt ra trên thế này thì có những giá trị vốn bất định, ví dụ như màu da có phải là do cái thiện nghiệp, nhiều người da trắng nó chuộng nước da ngâm. Ở đây là kính thưa quý vị, chúng ta phải nói rõ như thế này, cái màu da, cái chủng tộc hay là tất cả, nó không phải là cái điều gì cả. Mà thí dụ bây giờ chúng ta là người da vàng thì phải là da vàng, mà da trắng thì phải là da trắng, mà da ngâm thì là da ngâm. Nhưng họ chuộng, họ thích, nhiều khi họ là da trắng nhưng họ đâu có thích, họ thích da ngâm. Nhiều khi họ da vàng nhưng họ thích da vàng, họ thích da trắng. Nhiều khi ngay cả họ thích đen đó, ngâm, nó ngâm ngâm đen đen đó. Còn cái mà người da trắng nhìn người da đen, nhìn người da vàng, cái đó chẳng qua là sự phân biệt mà định chế của con người thôi. Bởi vì cái phước, cái duyên, cái nghiệp của từng người, bây giờ đó, đâu phải tất cả cái người da đen đều xấu đâu, tất phải người da trắng đều đẹp đâu. Mà do chính là cái gì? Cái chúng sinh thôi, chúng sinh do cái nghiệp mà chúng ta sinh ở cái chủng tộc đó, ở cái dòng tộc đó, ở cái chủng loài đó, và cái phước nó ra như thế. Nhưng có một cái giá trị, chẳng hạn như bây giờ đây là một cái tướng tốt mà của đại nhân là 32 tướng tốt chẳng hạn, vân vân, thì những cái tướng đó là giá trị của, thí dụ như bây giờ thì những cái đẹp của ngày hôm nay thì nó có trong đó, nhưng đều có những cái tướng mà ở trong cái 32 tướng tốt, nhiều cái chưa chắc là thích hợp với ngay bây giờ mà người ta thích đâu, nhưng đó là thuộc về cái tướng tốt, đó là giá trị tuyệt đối rồi kìa. Còn chẳng hạn như bây giờ như chúng ta thấy, có phải là do cái thiện nghiệp, cái da trắng có phải là do quả thiện, chưa chắc. Bởi vì cái người da đen chúng ta cho là xấu như vậy, có lẽ chắc họ nghèo khổ. Ở nước da nước nào cũng như thế, cũng có người giàu, người nghèo, người xấu, người đẹp, người tốt, người không tốt, vân vân. Thì cái đó là chứ phải là, thí dụ bây giờ chúng ta nói tất cả các nước da trắng, người da trắng đều là cái người giàu có, đều là người khôn hết, là người có trình độ, có học thức hết hả? Điều này chưa chắc. Bởi vì ở Mỹ còn có Homeless đó mà. Homeless cũng có da trắng. Có chứ, chứ đâu phải tất cả là người da vàng, da đen đâu. Dạ. Thì ở đây chúng ta thấy một cái giá trị tuyệt đối. Cái phước của chúng sinh, cái thiện nghiệp của chúng sinh không thể nói là ở cái chủng loài, mà có thể nói là từng theo cái có nhiều người da vàng quá sướng, quá sang, quá đẹp, và có nhiều người da đen cũng quá giàu, quá sướng, quá sang, quá đẹp, chứ không phải là họ xấu hết à. Dạ. Còn cái mà chúng ta nói, thí dụ như cái duyên, ở đây chúng ta không nói cái thường cận ý duyên được, cái quyết định cái thích hay không thích là nó có cái thường cận là chúng ta thích, nhưng có những cái nó không do cái thường cận. Dạ, cái duyên không phải do cái duyên thường cận, là cái tánh, cái nết nó không phải là có do cái duyên nó như vậy. Thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy bây giờ chúng ta nói là ngay cả ở Việt Nam đây nè, có nhiều người họ có cái phước họ cũng giàu, cái đó nó thiệt cái gì đó. Vì chúng ta không nói rằng giàu bằng cách tức là tham nhũng, hút máu, cái chuyện đó không có. Mà họ giàu trong cái sự thật, bằng cái sự lao động, bằng một cái phước của chính họ. Họ đánh đông thắng đông, họ đánh tây thắng tây, họ làm nhiều việc thì nó thuận duyên của họ nhiều việc. Chúng tôi đang nói trên một cái nghề nghiệp mà nó mang tính căn bản tốt đẹp, tìm cái kế sinh nhai sự sống, và họ cũng giàu có. Chứ không phải là chúng ta chỉ sống ở cái nước tiên tiến, ở cái nước mà nó giàu có nhiều cái khoa học, cái kỹ thuật, vì chúng ta giàu, cái điều đó cũng chưa chắc. Dạ, chưa biết, mà chỉ là cái phước duyên của cái thiện nghiệp riêng của mỗi người, và do cái thiện nghiệp đó và do cái duyên cộng hưởng của A, của B, của C đó, là chúng ta có cái duyên với người cha là người da đen này, và có duyên có cái
cái đối với cái người mẹ, người cha, cha vàng này, người anh em này, tại sao mà không phải người đó của tôi, đó là người vợ, người chị của tôi, người em của tôi, người cậu, người cô, người chú, người ông, người bà, mà là người này, thì đó chính là cái duyên, có duyên cộng nghiệp với nhau, cái duyên có một cái sự huyết thống, có một cái tương tục với nhau, mà từ trong tiền thân. Đây là giá trị sự thật. Đó chúng ta thấy, tại sao anh em trong nhà luôn, cái phước duyên khác nhau, có những người anh, người chị rất khôn, những người em rất là khờ, rất là nghèo, rất là khổ. Có nhiều người anh, người chị rất giàu, có những người em rất giàu, người chị, người anh rất là nghèo, rất là thiếu hiểu biết, vân vân. Thì nào chỉ trong gia đình cũng là dị biệt rồi, là do cái phước duyên đó, cũng cùng cha cùng mẹ, ai đâu cùng cha cùng mẹ đó, chứ không phải là ai đâu, nhưng họ vẫn là khác. Là sao? Là do cái phước, cái duyên của chính, của chính từng cá thể, cũng từng con người. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì kính thưa quý vị, nó là một chuyện khác. Cho nên trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, đừng bao giờ mà chúng ta có một cái quyết định là cái đó là chúng ta như vậy là chỉ có da trắng mới là cái quả thiện, và hoặc là người da trắng á chưa chắc họ thích, họ sanh ra đó. Chúng ta thấy đâu phải người da trắng nào họ cũng thích đâu, họ cũng thấy có cái khổ trong lòng. Thì nơi nào chúng sinh sanh ra còn hiện hữu là khổ à, chứ phải sanh ra ở những nước đó là nó đều là sướng hết đâu. Ở nơi nào cũng vậy, không nói quốc độ, không nói là dòng giống gì cả, mà cái gì, cái sanh đạo, cái bệnh, cái tử, hay cái buồn, cái buồn, cái vui, cái niềm đau, nỗi khổ đều xuất hiện ở nơi đó. Đó, nhân tình trường đoạn, gia giới hữu thế, thái diêm lương xứ xứ đồng, nơi nào cũng như thế. Cái ấm, cái lạnh, cái dài, cái ngắn, cái vui, cái buồn của từng nhà, của cái từng đất nước, của từng con người, và từng nhà, và ra tới từng cái tổ chức, và cả thải cộng đồng, và cả đất nước, và đông rộng hơn cả nhân loại này. Có những nơi đất nước sống, có những nơi đất nước sống an ổn, có những nơi đó như chúng ta thấy. Vậy thì cái sự nguy hiểm nhất ở những cái nơi, chẳng hạn như là ở nơi đó có thể động đất, nhưng nơi đó có thể là dễ coi như là quả quạng, chẳng hạn như núi lửa, vậy tất cả đó. Rồi có những người, có những người mà ở đó người ta có cái phước, người ta đi khác. Ở những người sống ở biển người ta không chết, mà những người khác chui đi đến đó để du lịch, đến đó để chơi, để đùa, thì bị sóng thần nó cuốn, nó hút. Chẳng hạn, nó có nhiều cái hình thái, nó có nhiều cái hiện tượng, cái vai trò mà do nghiệp lực dẫn dắt chúng ta thôi. Chúng sinh đều có nghiệp riêng, nghiệp là thừa tự, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thái tạng mà. Nó định hình, nó định vị cho chúng ta thôi, do cái nghiệp duyên của tất cả. Cái nghiệp duyên đó có thể là thiện nghiệp, có thiện nghiệp mà nó trợ tạo để chúng ta phải chịu đau khổ, hay để chúng ta được tốt đẹp. Và kính bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con này. Vậy nếu có đi sa thủ cái trường thì tọa tuyệt quyền Đại Đức Nguyên Thông, mà Đại Đức Nguyên Thông có ở trước máy không? Nếu mà Đại Đức Nguyên Thông nghe được, thỉnh Đại Đức Nguyên Thông trả lời cho câu thơ số 5. Đại Đức Nguyên Thông, chúng ta nghĩ rằng những người sinh ra đời mà là cô nhi, không có tình thương của cha, không có tình thương của mẹ, không có được cái không khí gia đình, thì đó là sự bạc phần, bất hạnh. Nhưng mà những loài hóa sanh như chư thiên phạm thiên sanh ra đời mà không có cha, không có mẹ, không có cái tình của gia đình, thì điều đó có phải là bất hạnh không? Hay là mỗi một chủng loại thì nó có một cách sống khác nhau? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Nguyên Thông.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư phụ, con xin tuân lệnh sư phụ thảo luận câu hỏi. Câu 5. Ngày nay nhiều người phản đối về chuyện thụ thai con người trong ống nghiệm, với lý lẽ một người sinh ra không cha không mẹ là điều bất nhân, các loài quả sanh chư thiên phạm thiên không có được tình phụ tử, tình phụ tử, tình mẫu tử, tương quan gia đình thì cuộc sống có khiếm khuyết hay chăng? Cái này là câu hỏi rất là hay. Kính thưa sư phụ, thì con thì may mắn, thì được may mắn là khi mà lớn đến 30 đến 40 tuổi thì còn cha còn mẹ con mất, thì hồi con 35-36 tuổi thì có hưởng cái hạnh phúc cha mẹ như vậy. Thì nếu mà trong cái môi trường mà mọi người đều có cha có mẹ, thì cái người mà bị mồ côi cha mẹ đó, thì họ có cái cảm giác là họ bị mất mát hay là bị thiếu thốn. Còn những cái người mà quá sanh thì cái đó là cái lối sống, cái nếp của họ như vậy, thì con không nghĩ rằng họ cảm thấy họ thiếu thốn với tình cha mẹ. Vì vậy cho nên là họ quen với cái lối sống nó như vậy rồi, là bởi vì thấy là mọi người thì họ quá sanh, cho những người quá sanh là chị con nhớ là có một cái vị chi thiên mà 16 tuổi bị cha mẹ bỏ ra ngoài hiên, rồi bởi vì ông đó ông biển lận, ông sợ người ta đến thăm, ông vô nhà dồn ngó nhà cho ông đem đứa con ra ngoài. Rồi Đức Phật đi ngang, Đức Phật biết là người này có cái tâm địa tốt, cho nên Đức Phật dùng cái thần thông đưa cái hào quang vào cái chỗ đó. Khi mà cậu đó dây mặt vô vách, khi mà cậu dây mặt ra thì thấy thân tướng của Đức, thì cái cậu đó rất là kính phục Đức Phật, và nghĩ rằng sao mà hồi đó giờ cha mẹ mình không có thỉnh Đức Phật về để mà được nghe vân vân. Thì khi mà Đức Phật đi ra khỏi cái tầm nhìn của cậu đó, thì cậu đó tắt hơi, mà trong cái lòng còn cái sự mà tôn kính Thế Tôn. Và nhờ cái lòng tôn kính Thế Tôn mà lúc mà cận tử nghiệp như vậy thì ông ta được sanh được thiên. Thì lúc mà ông sanh ra thì chư thiên, thì bây giờ cũng còn nhớ đến cha mẹ của mình. Thành ra nếu mà nói là những người mà quá sanh á, thì không có cha không có mẹ, thì con thấy rằng nếu trường hợp này thì ông nào cũng biết, còn cha mẹ của họ, của ông ta, và ông ta vẫn trở về độ cha mẹ mình được. Còn những cái người mà quá sanh, thí dụ như là thì con không hiểu là những người mà quá sanh là từ cái chỗ nào quá sanh. Chứ nếu mà họ quá sanh là chư thiên thì họ còn nhớ lại cái quá khứ của họ. Thí dụ như là cái một cái người ông Thổ Thần đó, ông Thổ Thần thì ổng làm nhiều chuyện mà cũng vĩ đại, cho nên những người mà ở trên núi thì thấy ổng như vậy, cái mới hỏi cái lý lịch của ổng. Ổng mắc cỡ quá, ổng không dám nói nữa. Khoai ổng mới nói là ổng ta là một cái người thợ của ông Cấp Cô Độc. Thì ông ăn cái một cùng buổi đó, ổng về khi đi làm việc cực nhọc rồi về, rồi ổng thấy nhà lặng trơn, ổng hỏi sao nhà lặng trơn vậy. Thì gia nhân mới nói là bữa nay là thợ bắt quan trai giới. Ổng không hiểu thợ bắt quan trai giới là thế nào. Người ta hiểu là học thọ bắt quan trai giới là cái ngày đó mình sống như là một cái sự sống của một vị thiên, một vị thánh, tức là không có ăn buổi chiều. Thì nó thì như vậy thì ổng sinh thọ không được nguyên ngày nhưng mà nửa ngày, thì ổng chỉ thọ nửa ngày thì tối ổng đau bụng rồi ổng chết. Thì do với cái sự mà cương quyết thọ bát quan trai giới mà dâu có nửa ngày thì ổng được sanh làm Thổ Thần. Thì đã như vậy thì những người
mà quá sanh như vậy thì họ nhớ, theo con biết thì những người mà từ con người ra mà quá sanh thì họ nhớ, họ nhớ là họ cái quá khứ của họ, cho nên là họ có những cái, họ còn nhớ cha mẹ của họ. Chứ mà nếu mà nói là họ cảm thấy cô đơn không cha không mẹ thì nếu chỗ này thì con thấy là không có điều đó. Mà ngoại trừ mà người nào mà quá sanh từ thú vật mà quá sầm chư thiên thì chắc cái chuyện đó con không có thấy được chứ không rõ. Vì vậy cho nên là nếu mà nói ngày nay nhiều người phản đối việc thụ thai con người trong ống nghiệm với lý lẽ là một người sinh ra không có cha mẹ là điều bất nhân, thì con không nghĩ là vậy. Là bởi vì những người mà thụ thai bởi giới bằng cái ông trong ống nghiệm vậy đó, thì họ không có có ganh tị là họ không có cha không mẹ, là bởi vì con không biết là những người thụ thai trong cái ống nghiệm đó thì họ có cái cảm giác gì hay không. Thì con không nghĩ có cái cảm là không có cha không có mẹ thì họ phân biệt với người khác, là bởi vì cái đời sống của họ là được như vậy. Thì con có lẽ là họ cũng có thể là hãnh diện hay là thế nào đó. Thì cái điều này thì mình con không nằm trong hoàn cảnh đó. Chứ nếu mình gặp cái người mà thọ thai trong ống nghiệm được, cái này không phải gọi là quá sanh mà cái này nó gọi là khoa học sanh, thì cái cảm giác của họ như thế nào, thì cái điều này có lẽ là họ không cảm thấy mất mát, là bởi vì cái sự sống của họ là như vậy thì họ cảm thấy là như vậy và tự nhiên là như vậy. Con không nghĩ là họ bất mãn, con không nghĩ là bất mãn, thưa sư phụ, là bởi vì mình bây giờ lấy cái tâm trạng của một người mà có cha có mẹ, thí dụ như con bây giờ là giàu không cha không mẹ nhưng mà biết là mình đã có cha có mẹ và mình đã làm những điều hết sức mình con, thì hồi đó thì không phải nói ra trong khoe, nhưng mà hồi đó là con làm bao nhiêu tiền để đem về cho cha mẹ hết. Rồi khi mà cha mẹ mất rồi con để đem con giao cho ông anh trả ăn cãi cho con hết. Và có lẽ là nhờ như vậy cho nên cuộc đời của con có thể nói là không bao giờ bị đói. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, những người như chúng ta thì nếu mà nói là mất mẹ từ sớm thì có lẽ là mình khổ sở là mình mất mẹ. Chứ nếu mà mình sống bình thường thì cha mẹ mình chết rồi thì bây giờ thì chuyện bình thường. Còn cái những người mà làm trong ống nghiệm thì con nghĩ là họ không có không cha không mẹ mà họ khổ sở điều đó. Con không nghĩ là như vậy, là tại vì cái sự việc nó như vậy thì họ chịu như vậy là đó là cái chuyện bình thường của họ. Kính thưa sư phụ, con nghĩ là gì như vậy. Chứ bây giờ nếu mà con nói là những người mà trong ống nghiệm họ không cha không mẹ thì họ phản đối hoặc họ thù ghét với những người mà làm như họ, con không nghĩ như vậy. Bởi vì mình xét đoán người ta bằng cái tâm trạng của mình, chứ không phải là mình xét đoán người ta bằng cái tâm trạng của người ta. Cho nên cái chuyện này là con không dám nói là không, bởi vì nói là nói mù, nó mờ. Cho nên là con có thể nói là bỏ lửng thì cũng vậy, cũng được. Nhưng mà sự thật rằng cái điều này thì phải gặp người mà được lớn lên là con trai hoặc con gái mà được ống nghiệm làm ra thì mình nói thì nó chính xác hơn. Con xin trao mai được cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Dạ, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Riêng thượng tọa pháp đang thường có mặt ở trước mắt, nếu tọa đang còn ở trước mắt xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa có mặt ở trước mắt không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền đang có mặt ở trước mắt xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Thưa quý vị, có lẽ thật là
Pháp Đăng thì không có mặt ở trước máy. Chúng tôi xin có một vài điều chia sẻ thêm nhân bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta học về hướng tình, chính hướng tình cư. Như hồi nãy chúng tôi có nói đó là trong bậc phần chánh nhập, khi mà mình nói đến hướng tình cư thì mình hiểu đó là cái cõi hay là cái nơi cư trú của chúng sanh trong đời này. Nhưng mà khi mà nói đến cõi đó thì chúng ta có thể nói đến về không gian, là ở trên, ở dưới, ở gần, ở xa. Và những cái khái niệm về không gian đó không áp dụng được với chư vị phạm thiên cõi Bồ Tát, tức là cõi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng. Bởi vì cõi Bồ Tát thì không có chiếm hữu không gian. Như vậy thì chúng ta đặt ra một cái câu hỏi đó là nếu mà không chiếm hữu không gian đó, nó không có một cái vị trí nào trong không gian đó, thì không có trên, dưới, bên trái, bên phải, thì làm sao gọi là cõi được? Thì khi nãy chúng tôi có nói ra một câu mà ngày xưa Trần Thủ Độ đã từng nói lời, khi mà vua Trần Thái Tông mà lên núi, thì Trần Thái Thủ Độ có nói một câu là hoàng thượng ở đâu là triều đình ở đó. Tôi biết là Trần Thái Tông rất là chán nản cái chuyện mà Trần Thủ Độ bắt Trần Liễu đó, tức là anh của mình ở cái nhường vợ một người thiếp của mình. Nhưng mà rồi khi mà Trần Thái Tông, Trần Thủ Độ nói là hoàng thượng ở đâu triều đình ở đó đó, thì có nghĩa là nó có thể một phần nào đó để bảo áp dụng ở đây là hệ chúng sinh có mặt á, dù là có mặt ở trong điều kiện tâm thức thì ở đó chúng ta là một cảnh giới, cảnh giới, và cái cảnh giới ấy, thì nhiều khi nó không có thể nào nó dựa trên cái ý niệm về không gian được. Dạ, ý niệm về không gian là ý niệm về vật chất chứ. Dạ, đây là một cái điểm mà chúng ta rất là khó hiểu, nhưng mà rồi chúng ta phải có một cái mường tượng là ví dụ như người ta nói một người sống ở trong thế giới của thi ca, hay là thế giới của tư tưởng, thế giới của thần học, thì nói là sống ở trong thế giới đó, nhưng mà thật ra nó chỉ là những tư duy, thường tư duy, chứ nó không phải là có một cái thế giới, một cái không gian nào đó mà nó có lằng ranh này, lằng ranh kia trên phương diện không gian được. Thứ vì ở đời này chúng sanh sanh ra đời do rất là nhiều cái nguyên nhân mà tạo nên sự đồng dị. Một đó là chúng ta khác nhau, giống nhau. Một phần là do nghiệp, nghiệp ở đây chúng ta nói là quả của nghiệp, là karma vipaka. Thì cái quả của nghiệp đó làm cho chúng sanh khác biệt rồi. Rồi bên cạnh đó đó, nó còn có cái mà chúng ta gọi là trình độ tâm thuật, trình độ tâm thuật thái tâm, tức là cái cá tính, cá tính rất là đặc biệt. Thì Đức Phật ngài có nêu lên là có một số chi vị phạm thiên do cái thiền chứng giống nhau, do đó như ở trời cõi trời đại chúng thiên, phạm chúng thiên là quan âm thiên, thì cái do cái tâm thuật giống nhau nên chi cái cách suy nghĩ tương đối giống nhau. Chúng tôi lấy một ví dụ như là ở trong cõi người đó, nó có một số loại chúng sinh mà họ sống ở trong dư phong, tức là sống trong đồng phục. Ở đây chúng ta nói như quân đội chẳng hạn. Có sự khác biệt về gia đình, về quá khứ, về màu da vân vân. Nhưng mà khi mà vào trong quân đội, tốt nghiệp ở trong quân trường, ở trong trường võ bị, thì được đào tạo như vậy thì đa phần là họ ghép mình vào một số những thứ mà nó gọi là đồng bộ. Đồng bộ từ cái quân phục, rồi quân phong, quân kỷ, cái nhìn về chiến thực, chiến lược, họ đưa đầu. Dĩ nhiên là nó có sự khác biệt khi địa vị dài, nhưng mà căn bản mà nói đó thì có rất là nhiều trường hợp ở trên trong cuộc đời này mình thấy rằng những người vì do cái nghề nghiệp của họ khiến cho họ phải giống nhau từ cái đồng phục ở bên ngoài và cái cách làm việc của họ. Nhưng mà rồi cũng có thứ nó phải khác biệt. Ví dụ như là mình là một ca sĩ, mình là một nhà văn, thì không thể nào người ta biết sao mình biết giống như vậy, người ta hát sao mình hát giống như vậy.
mà mình phải có sự khác biệt, gọi là bản sắc độc đáo của mình. Thật ra cái đồng và cái dị đó, nó cũng là một ở trong những cái yếu tính, và đây là một trong những cái điểm mà tương đối rất là khó để hiểu. Cái chữ biến tri ở đây chúng ta có thể tạm gọi là comprehension, và để chúng ta có thể nhận rõ, hiểu rõ hết tất cả mọi vấn đề. Thì thứ vì một vài cái câu thảo luận của chư tăng nêu lên ngày hôm nay cũng giới thiệu chúng ta một số các góc cạnh mà cái ảnh hưởng của đồng dị đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống và dòng luân hồi của chúng ta ra sao. Dù sao đi nữa thì cũng phải nói một điều rằng không thể nhất thời mà nói rằng chúng sanh ở cõi đó, người đó là như vậy là vĩnh viễn. Tất cả chỉ là giai đoạn, kể cả ở cõi trời vô tưởng. Chúng ta có một dòng luân hồi, và dòng luân hồi đó nó tổng hợp lại thành một chúng sanh, chứ không phải là một giờ, một phút, một giai đoạn, một cảnh giới mà nó đủ để định nghĩa hết một chúng sanh là ai. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Râm Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chuyên chư vị giảng sư đã vào râm để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Bồ Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thai. Còn chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room. Chúng con tri ân chư Tùng Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu học, tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thành thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dân kim chi phu sa la ca ma ca pa ba ge Yamamangkaye con xin hồi hướng phước lành nào các cùng ba giới chúng sanh rồi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió Sapa di vata sapa buta lupa venanto ti on tu ne ron darang o tu sapa tu mangalang darang darang tu sapa di vata sapa tamma lupa
bê na sa ti on tu ni ron ta rang o tu sa pa tu lang ga lang ga kan tu sa pa di va ta na pa sang ga tu ba bê na sa ti on tu ni ron ta rang biên công đức đã làm kiến kiến lần dạy thoát ngơ về từ và chúng sanh đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha.